Hai anh chị này đang thực hiện một phi vụ trộm cắp. Cậu tóc vàng là hacker chuyên nghiệp Di Trơn, chị xinh đẹp là siêu trộm Na Sung. Cô gái đu dây đột nhập vào tòa nhà. Cậu tóc vàng hack vào hệ thống an ninh, theo dõi và chỉ dẫn Na Sung tránh né bảo vệ. Chẳng mấy chốc chị xinh đẹp đến được cửa ải cuối cùng. Đây là tia laser báo động. Nữ siêu trộm dùng kỹ năng luồn lách qua cạm bẫy, trông như một vũ công chuyên nghiệp. Cô đạp bã kẹo cao su lên giày và lộ một vòng. Vậy là thành công che được camera cuối cùng. Chị xinh đẹp đứng trước bức tranh triệu đô đắc ý. Bất ngờ bã kẹo che camera bị rớt xuống. Cô gái bị phát hiện. Chuông báo động lập tức vang lên. Vệ sĩ nhanh chóng tiến hành truy bắt. Chị xinh đẹp lấy bức tranh đi. Không may nữ siêu trộm bị đám vệ sĩ bao vây. Thấy tình hình không ổn, cậu tóc vàng lái xe chuẩn trước. Cũng nhờ có tài năng thiên phú mà chị xinh đẹp đã tẩu thoát được. Hôm sau cảnh sát đến hiện trường. Đây là anh cảnh sát tài ba Terun. Nam chính bắt đầu kiểm tra xung quanh. Anh phát hiện nơi này có cơ quan. Bức tranh bị trộm đi là giả. Bức tranh thật đang được giấu bên trong mật thất. Terun suy luận bà chủ thuê người thực hiện vụ trộm để có thể ăn tiền bảo hiểm, sợ mọi chuyện bị bại lộ, bà ta đưa cho Terun một số tiền lớn, hy vọng anh có thể giữ kín bí mật này. Nam chính nhận số tiền đó, thật ra anh đang có một mục đích quan trọng khác. Hôm sau nam chính đến bệnh viện thăm con trai, thằng bé bị bệnh máu trắng, bác sĩ nói rằng nó không còn nhiều thời gian nữa. Terun đau khổ vô cùng, làm mọi cách anh cũng phải cứu con trai của mình. Bác sĩ chỉ dẫn cho nam chính đến tìm một tiến sĩ, có lẽ ông ta sẽ có cách. Buổi tối Terun cầm danh thiếp đến địa điểm chỉ định. Anh phát hiện tiến sĩ đang chữa cho một đứa trẻ. Bệnh tình của nó giống hệt với con trai nam chính. Anh cũng nhìn thấy loại thuốc tiến sĩ tiêm cho cậu nhóc. Quả thật nó có tác dụng. Terun bước vào phòng kiểm tra. Bất ngờ nam chính bị khống chế. Anh bị ông tiến sĩ đuổi ra ngoài. Terun quỳ xuống cầu xin người này cứu con trai mình. Sau đó hai người ngồi nói chuyện. Tiến sĩ sẽ cứu sống con trai của Terun nếu anh đồng ý với một điều kiện của ông ta. Nam chính sẽ giúp tiến sĩ ăn cắp một tài liệu nghiên cứu trong viện vi sinh. Vì là một cảnh sát liêm chính nên Terun không đồng ý. Anh đứng dậy bỏ đi, nhưng tiến sĩ nói rằng nghiên cứu đó là của ông ta. Trước kia viện vi sinh đã ăn cắp nó. Họ còn dùng sức ép khiến tiến sĩ phải về ở ẩn. Vì cứu con trai, nam chính buộc phải chấp nhận thỏa thuận. Tiến sĩ đưa cho Terun một lọ thuốc. Quả nhiên sau khi sử dụng, con trai của anh bắt đầu có chuyển biến tốt. Ngày hôm sau, nam chính đến gặp cấp trên xin từ chức. Anh không muốn hành động tiếp theo của mình ảnh hưởng đến danh tiếng ngành cảnh sát. Cấp trên cảm thấy tiếc nuối một người tài giỏi như Terun. Bất cứ khi nào sẵn sàng, anh đều có thể trở lại làm việc. Một bên khác, cậu tóc vàng đang tham gia một buổi tiệc. Chị xinh đẹp đến trả thù cậu ta vì tội bỏ đồng đội chạy trốn hôm trước. Si Chon nhanh chóng thoát ra bên ngoài, cô gái phá cửa kính đu dây đuổi theo. Bất ngờ nam chính đến đón cậu tóc vàng đi. Chị xinh đẹp tức giận cướp xe bám đuôi. Chẳng mấy chốc cô gái theo kịp hai người đàn ông. Terun bảo Na Sung vào trong xe, anh có chuyện muốn thương lượng. Nam chính nhờ bọn họ giúp mình thực hiện vụ trộm tại viện vi sinh, anh sẽ trả cho họ một khoản thù lao tương xứng. Tiền này là của bà chủ khi trước dùng bịt miệng Terun. Xong việc, nam chính hứa sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm và ra đầu thú. Bọn họ sẽ hoàn toàn không bị cảnh sát sờ tới. Na Sung và Di Trơn chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cả ba lập tức triển khai hành động. Terun phân tích tình hình tại viện vi sinh cho mọi người biết. Anh quyết định hành động vào tối nay. Buổi tối Na Sung đu dây cáp, đột nhập từ bên trên. Di Trơn đóng giả bác sĩ, đi vào từ bên dưới. Terun quan sát camera, chỉ dẫn hành động cho đồng đội. Một bên khác có anh đầu cua đẹp trai đang tập luyện với bạn. Anh ta là Roy, tổ trưởng đội bảo vệ canh gác viện vi sinh. Kết thúc buổi tập, Roy nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó. Người bí ẩn báo tin cho anh, viện vi sinh có trộm đột nhập. Roy lập tức lên đường trở về. Anh đầu cua cũng báo tin này cho bảo vệ có mặt ở viện vi sinh. Đám bảo vệ nhanh chóng đi lùng sục. Nhận ra điểm bất thường, Terun nhanh chóng thông báo cho đồng đội. Lúc này anh tóc vàng thành công cúp điện tòa nhà, mấy tên bảo vệ bị mất phương hướng. Chị xinh đẹp liền xử gọn bọn chúng. Hai người ăn cắp thông tin và gửi cho tay tiến sĩ. Ông ta nở nụ cười thỏa mãn, nhưng tay tiến sĩ lại gọi điện báo cho nam chính. Ông ta chỉ nhận được một mớ tài liệu rỗng. Terun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phía bên này, hai người đồng đội tìm cách chạy trốn khỏi tòa nhà. Họ phát hiện ai đó đã cắt dây cáp của mình. Si Chun lập tức gọi cho Terun, nhưng anh không nhận được hỗ trợ. Thay vào đó là sự tức giận của nam chính. Tuy nhiên rõ ràng cậu tóc vàng đã gửi tài liệu đi. Chuyện này chắc chắn có kẻ sắp xếp. Terun bảo họ vào thang máy chạy trốn. Anh thì nhanh chóng chạy qua ứng cứu. Phía tên tiến sĩ lấy được tài liệu. Ông ta gọi điện nhờ người thu gọn tàn cuộc. Một tên áo đen gắn thiết bị phá hủy thang máy. Tay tiến sĩ bấm nút làm chiếc thang máy rơi xuống. Khi nam chính chạy đến nơi, thang máy sập xuống trước mặt. Terun choáng váng với những gì vừa diễn ra. Cảnh sát đến và bắt nam chính đi. Đồng nghiệp cũ của Terun trông thấy cảnh trước mặt, ông kéo nam chính vào xe. Anh cầu xin bạn cũ hãy cho mình thời gian. Terun muốn cứu con trai của mình, đồng thời anh cũng muốn tìm kẻ đã gây ra vụ này. Nam chính được thả ra, anh trở thành tội phạm truy nã toàn quốc. Lúc này Terun đến tìm một bà cô, đây là người duy nhất anh có thể nhờ cậy. Nam chính được Sô Cung chào đón nồng nhiệt, anh muốn bà cô tìm người giúp mình. Hôm sau Sô Cung đi tìm chị xinh đẹp, cậu tóc vàng cũng xuất hiện ở đây. Cả ba trở về gặp mặt nam chính.
Một bên khác, mấy tên quan chức đang mở cuộc họp kín, cổ phiếu của Viện Vi sinh tăng cao sau vụ trộm đêm qua, tất cả đều là kế hoạch của Tổng Giám đốc. Theo lời kể của một tên quan chức, Tổng Giám đốc này chưa từng lộ diện, kể cả trong những lần bàn bạc kế hoạch lớn. Lúc này, anh đầu cua nhớ lại sự việc xảy ra. Soi không biết người gọi điện đến cho mình là ai và có mục đích gì, anh bị phía Viện Vi sinh bất bồi thường thiệt hại. Công ty bảo an phải đền bù số tiền 1,2 tỷ won trong 10 ngày. Anh đầu cua nén cục tức này vào trong lòng rồi rời đi. Một bên khác, nam chính muốn kiểm tra tình trạng của con trai mình. Cậu tóc vàng hách vào camera của bệnh viện, giúp Tae-run theo dõi được phòng bệnh của thằng bé. Nhưng mục đích họ đến đây không chỉ có vậy, mấy người còn muốn điều tra hành tung của tên tiến sĩ nữa. Cậu tóc vàng đóng giả giao hàng đi vào, cậu dùng thủ đoạn dụ dỗ che mắt thành công hai cô nhân viên lễ tân. Chị xinh đẹp nhân cơ hội ra ngoài thâm nhập vào bệnh viện. Cô gái gắn máy theo dõi ở phòng làm việc của tên tiến sĩ. Cậu tóc vàng cũng cải máy nghe lén tại quầy lễ tân, xong việc cả hai trốn ra ngoài. Trước khi tên tiến sĩ đi tới, buổi tối nhóm nam chính nghe được cuộc nói chuyện của tay tiến sĩ, ông ta muốn bán tài liệu họ đã lấy trộm ra thị trường với giá cao. Một kế hoạch gây ông đập lưng ông được nam chính vạch ra. Bỗng nhiên Tae-run thấy con trai trong bệnh viện gặp chuyện bất chắc, anh lao đi mà không nhớ mình đang bị truy nã. Vì sợ nam chính gặp nguy hiểm, chị xinh đẹp lập tức đuổi theo. Khi Tae-run chạy đến nơi, anh vô cùng lo lắng cho con trai của mình, nhưng sợ cảnh sát phát giác, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Đứa trẻ ra hiểu với bố rằng mình vẫn có thể vượt qua, nam chính mới cảm thấy trong lòng yên tâm. Bất ngờ có ai đó đưa Tae-run đi mất. Bên khác, chị xinh đẹp đến bệnh viện, cô gái nhanh chóng đóng giả y tá, nôn nóng chạy khắp bệnh viện tìm kiếm. Nhưng cô ấy không thể tìm thấy nam chính, hóa ra anh đồ cua là người đưa nam chính tới. Do muốn biết kẻ nào đứng sau lừa gạt tất cả mọi người, Tae-run cho anh đồ cua biết mọi chuyện, kể cả việc mình vì muốn cứu con trai mà trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, với sức hai người sẽ không làm gì được kẻ đứng sau. Họ cần lập một nhóm đầy đủ nhân tố quan trọng. Nam chính đưa anh đầu cua về căn cứ. Mọi người rất kinh ngạc trước sự tham gia của Roy. Kế hoạch tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn đây. Ngày hôm sau, nhóm nam chính cùng nhau thực hiện bước đầu của kế hoạch. Biết tên tiến sĩ đang muốn bán tài liệu lấy cắp được ở Viện Vi sinh, bà Kosokum giả làm giám đốc chi nhánh của công ty dược phẩm, có ý định mua lại tài liệu chế thuốc. Bằng vài thủ đoạn thao túng tâm lý, bà cô làm cho tên tiến sĩ phải vội vàng chốt đơn. Hắn sẽ đem thuốc đến công ty dược phẩm để kiểm nghiệm. Nhóm nam chính nhanh chóng đến công ty dược phẩm trước để chuẩn bị. Chị xinh đẹp đóng vai lễ tân, dụ diễn giả đi chỗ khác. Cậu tóc vàng thấy chỗ anh ta, lấy máy tính trong phòng diễn thuyết, thâm nhập vào mạng nội bộ của tòa nhà, điều khiển các chức năng trên hệ thống của nó. Anh đầu cua theo dõi tin tiến sĩ, rồi báo tin hắn ta xuất phát sớm hơn dự định, nên mọi người cần chuẩn bị nhanh tay hơn. Nam chính với nhiệm vụ cũ, đứng một bên quan sát và điều khiển toàn bộ kế hoạch. Họ phải tìm một căn phòng làm nơi gặp gỡ với tên tiến sĩ. Cậu tóc vàng thấy trên hệ thống có một phòng trống liền báo cho đồng đội. Anh đầu cua và chị xinh đẹp chuẩn bị, nhưng điều không lường trước lại xảy đến. Người làm việc ở căn phòng đó đột nhiên trở về. Cậu tóc vàng điều khiển thang máy dừng lại để câu thêm giờ cho đồng đội giải quyết. Chị xinh đẹp liền nhanh tay lấy cắp chiếc thẻ khóa từ của anh nhân viên. Người đàn ông không mở được cửa đành bất lực bỏ đi. Bà cô dẫn tay tiến sĩ vào phòng thương lượng. Hắn ta dò xét xung quanh nhưng mọi thứ được sắp xếp có hoàn hảo. Tên tiến sĩ không tìm ra điểm bất thường. Hắn cảm thấy yên tâm và đồng ý tiến hành thử thuốc. Lúc này anh đầu cua xuất hiện trước mặt tên tiến sĩ. Hắn ta ngạc nhiên vì trước đó nghe tin anh bị cắt chức. Nhưng Roy nói với tên tiến sĩ anh đã tìm được dữ liệu bị đánh cắp và phục chức. Anh đầu cua châm chọc tên tiến sĩ mang đồ giả đến thử nghiệm. Hắn ta bị khiêu khích, liền mang thuốc đi kiểm chứng cho biết mặt. Số liệu nhanh chóng bị cậu tóc vàng lấy được. Si-chon còn tiện tay sửa số liệu trên máy đo, nhưng tên tiến sĩ hoàn toàn không biết gì. Hắn ta cho rằng có sự nhầm lẫn ở đây. Bà cô bảo họ hãy thử tiến hành thí nghiệm khác. Một bên khác, con trai của nam chính bắt đầu có chuyển biến xấu. Anh nhìn thấy sự việc diễn ra trở nên lo lắng. Tae-run bỏ vị trí chạy đến phòng thí nghiệm. Mọi người sợ nam chính sẽ làm hỏng chuyện nên muốn ngăn anh ta lại. Khi nam chính đến nơi, bà cô đưa cho anh một lọ thuốc. Anh cứ đi cứu con trai trước, mọi việc còn lại chúng tôi sẽ lo liệu. Bà cô dẫn các nhà đầu tư đến gặp mặt tay tiến sĩ. Sokum dùng chiêu trò thao túng hắn ta ký vào hợp đồng, mang tài liệu về phương thức điều chế thuốc ra bán. Tên tiến sĩ có phần lưỡng lự, nhưng bà cô nói với hắn, nếu không nhanh tay, nhà đầu tư sẽ mua tài liệu từ phía anh đầu cua. Hắn ta sợ mất cơ hội liền gật đầu đồng ý. Tiến sĩ mang tài liệu ra trao đổi, nhưng hắn không ngờ được nhóm nam chính đã gắn thiết bị đánh cắp toàn bộ tài liệu chế thuốc. Kế hoạch thành công mỹ mãn khi tên tiến sĩ đang ký hợp đồng. Bất ngờ cảnh sát đến bắt hắn để điều tra về tội lừa gạt đầu tư. Số liệu hắn mang ra trao đổi hoàn toàn là giả, tất cả do bàn tay cậu tóc vàng làm nên. Tên tiến sĩ lúc này mới biết mình bị lừa, hắn ta vô cùng tức giận, như còng số 8 đã trong tay nên hắn không thể làm gì. Lúc này nam chính đến bệnh viện, anh đem thuốc cho con trai nhưng muộn mất rồi, thằng bé không đợi được bố. Tae-run không tin điều mình đang chứng kiến, anh bất lực quỳ xuống dưới đất. Cảnh sát phát hiện đối tượng truy nã, họ đi tới bắt nam chính. Tae-run kêu gào muốn nhìn mặt con trai lần cuối, nhưng cảnh sát lại không cho anh cơ hội. Trong tù, nam chính gặp lại tên tiến sĩ, hắn ta châm chọc khiêu khích anh, nhưng Tae-run làm gì còn tâm trạng quan tâm.
Không ngờ khi nam chính đi qua phòng tên tiến sĩ lần thứ hai, anh phát hiện hắn đã chết, kẻ nào muốn giết người bịt miệng trăng. Hôm sau nam chính bị một tên tù nhân béo tấn công, may mắn anh nhanh tay đỡ được nhát dao của hắn. Tên béo nói với Tae-run mình chính là kẻ giết tay tiến sĩ. Một ông lớn đứng sau ra lệnh cho hắn làm việc, người đó muốn gửi lời hỏi thăm nam chính. Tae-run sinh ra nghi vấn. Suốt cuộc kẻ chỉ đạo cho tên béo là ai? Một bên khác, cậu tóc vàng đem số tiền lớn trở về. Đây là khoản thù lao trong thỏa thuận mà nam chính đưa ra lúc trước. Nhìn thấy số tiền, mọi người cũng chẳng mấy vui vẻ. Tuy nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng lão đại của họ vẫn không cứu được con trai. Hơn nữa còn đang ở trong tù, cậu tóc vàng đem số tiền đó đi đầu tư cho một tay đa cấp. Điều này làm cậu trở thành ngôi sao số 1 trong buổi tiệc của hắn. Tên đa cấp còn dụ dỗ cậu đầu tư nốt số tiền đang có. Tóc vàng bị lừa, đem nốt 1 tỷ won chuyển cho hắn ta. Một thời gian sau, nam chính được ra tù. Trước tiên, Tae-run đến thăm mộ của con trai. Anh khóc lóc xin lỗi thằng bé vì đã không hoàn thành bổn phận làm cha của mình. Kể từ đó, nam chính bị ám ảnh chuyện của con trai. Anh trở thành một con sâu rượu. Gương mặt Tae-run lúc nào cũng thất thần, chẳng có cảm xúc. Bà cô đồng đội hết lời khuyên nhủ, nhưng tâm trạng nam chính vẫn không khá lên được. Hôm sau, cậu tóc vàng dẫn chị xinh đẹp đến buổi diễn thuyết của tay đa cấp. Ở đây họ gặp được bà cô cũng đang ngồi nghe giảng về cách kiếm tiền. Tên đa cấp vẽ ra tương lai tươi sáng cho những ai gửi tiền để hắn mang đi đầu tư. Bất ngờ có một nữ sinh đứng lên tố cáo tên đa cấp. Hắn là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của cô. Tên đa cấp liền cho người lôi cô gái ra ngoài. Hắn đe dọa sẽ cho người xử nữ sinh nếu như cô còn tiếp tục gây rối cản trở hắn kiếm tiền. Cậu tóc vàng cùng đồng đội chứng kiến toàn bộ sự việc. Si-chung biết mình đã đem tiền đầu tư cho một kẻ cặn bã. Cậu tóc vàng liền tìm tới nhà hắn ta. Si-chung muốn tên đa cấp trả lại tiền cho mình, nhưng tiền đã vào túi thì sao mà móc ra được. Hắn gọi người ném cậu tóc vàng ra ngoài. Trong thấy cảnh đó, chị xinh đẹp liền lao đến giải cứu cho anh bạn. Cảnh sát đến và bắt cô gái đi vì tội gây rối trật tự. Sau đó, chị xinh đẹp được anh đầu cua bảo lãnh ra ngoài. Anh còn giúp Na Sung xử lý vết thương. Cô gái thấy có vẻ đã tìm được soái ca của đời mình. Một bên khác, cô nữ sinh đang tổ chức một buổi họp mặt với những người bị tên đa cấp lừa gạt. Cậu tóc vàng cũng đến tham gia. Bất ngờ có một thanh niên áo trắng đứng dậy thao túng mọi người. Hắn là kẻ được tên đa cấp gài vào nhằm mục đích khiến người ở đây nghi ngờ lẫn nhau. Tuy nhiên, cậu tóc vàng nhanh chóng lật tẩy kẻ lưu manh này. Si-chung lôi hắn ta ra ngoài giải quyết. Bất ngờ có hai tên áo đen tấn công cậu tóc vàng. Chúng là người được tên đa cấp cử đi bảo vệ thanh niên áo trắng. May mắn đồng đội đến giải vây cho Si-chung. Hai tên áo đen lập tức bị xử đẹp. Mấy người khuyên cô nữ sinh hãy đi trốn trước để họ giúp cô giải quyết tên đa cấp, lấy lại tiền cho những người bị lừa. Sau đó ba người về tìm nam chính xin giúp đỡ. Cậu tóc vàng nói rằng tên đa cấp này mượn danh nghĩa công ty dược của tên tiến sĩ lừa đảo để gọi vốn đầu tư nên chắc chắn bọn chúng là cùng một hội. Nhắc đến tên tiến sĩ, anh đầu cua còn nhiều thắc mắc. Roy cho rằng một mình tên tiến sĩ không thể làm ra vụ lừa đảo chấn động như vậy, chắc chắn còn kẻ đứng sau chỉ đạo hắn. Nam chính nhớ lại một sự việc anh cùng tên tiến sĩ nói chuyện trong tù. Hắn nhắc về một thế lực đứng sau to lớn, dù có biết bọn họ cũng không thể động vào. Nhưng Tae-run không tin, anh muốn vạch trần kẻ đó. Thực ra bấy lâu nay nam chính vẫn không ngừng điều tra về thế lực đứng sau tên tiến sĩ, nhưng kẻ đó với anh vẫn là một ẩn số, không có manh mối nào về hắn ta cả. Chẳng qua Tae-run không muốn đồng đội theo anh vào chốn nguy hiểm, nên anh giả bộ bất cần, biến thành dáng vẻ như hiện tại. Ngày hôm sau nam chính đến thăm mộ con trai, anh vực lại tinh thần. Tae-run hứa với thằng bé sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, bắt tên này trả lại toàn bộ mọi thứ đã cướp từ anh. Nam chính đến tìm bà cô, thấy Tae-run sắp lại tinh thần, Sokum cũng vui mừng cho anh. Nam chính nhờ bà cô giúp đỡ, anh không muốn tiếp tục điều tra một mình nữa. Đồng đội góp sức sẽ có thể vạch trần kẻ đứng sau nhanh hơn. Để hắn không thể tiếp tục hại người, mọi người họp mặt trong căn cứ bí mật. Kế hoạch truy tìm kẻ thủ ác chính thức bắt đầu. Tên đa cấp là manh mối duy nhất liên quan đến tay tiến sĩ. Hắn sẽ trở thành đối tượng đầu tiên bị sờ gáy. Chị xinh đẹp nhớ lại một chi tiết. Cái hôm cô bị bế vào đồn cảnh sát, rõ ràng bản thân là người bị hại. Nhưng cảnh sát dường như không thèm quan tâm lời của cô. Rất có thể cảnh sát cũng bị mua chuộc. Chắc chắn có kẻ đứng sau tiếp tay cho tên lừa đảo. Bọn chúng có thể thao túng cả cảnh sát. Đối thủ quả thực là một thế lực rất lớn. Tuy nhiên với cái đầu thông minh của mình, nam chính nhanh chóng tìm ra cách để tóm tên đa cấp. Từ hắn cả nhóm sẽ dần dần lần ra kẻ đứng sau. Buổi sáng tên đa cấp lên livestream thông báo hắn sẽ tham gia một buổi biểu diễn đua ngựa. Nhóm nam chính nhanh tay đặt vé VIP, Tae-run và Sokum hóa thân thành khách mời. Tên đa cấp đến buổi tiệc, hắn ta liên tục quay phim chụp ảnh. Điều này khiến khách ở đây khó chịu. Một anh đứng lên dọa nạt tên đa cấp. Bà cô ra mặt giải vây cho hắn ta, mục đích chính là để tiếp cận tên đa cấp vì nghĩ Sokum là người có địa vị cao quý. Tên đa cấp nhanh chóng tiếp cận bà cô, chắc hắn lại muốn dụ Sokum rót vốn đầu tư cho mình. Bà cô dẫn hắn tới chuồng xem ngựa, nam chính đi trước để chuẩn bị một màn kịch. Anh mượn một con ngựa từ người quản ngựa. Cậu tóc vàng lên loa dụ người quản ngựa đi, bà cô dẫn tên đa cấp đến chuồng ngựa. Hắn ta bắt đầu nổi lên hứng thú. Nam chính nhiệt tình giảng giải cho tên đa cấp về việc huấn luyện ngựa chuyên nghiệp. Nhưng cơ hội tên đa cấp đang tập trung vào chủ đề
Bà cô lấy trộm được điện thoại của hắn, sau cô mang điện thoại đến chỗ cậu tóc vàng đang chờ sẵn, Di Chân nhanh chóng ăn cắp thông tin bên trong điện thoại. Xong việc bà cô mang nó trả lại tên đa cấp, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nam chính nói với hắn ta, nuôi ngựa mới là việc làm thể hiện đẳng cấp quý tộc. Điều này đánh vào tâm lý trưởng giả học làm sang của tên đa cấp, tối đó hắn ta suy nghĩ rất nhiều. Hôm sau tên đa cấp gọi tới hẹn gặp nam chính, hắn ta muốn nói tới xem ngựa một lần nữa, để quyết định có nên mua chúng hay không. Ở đây bà cô gài bẫy hắn, để chị xinh đẹp diễn ra một màn mỹ nhân cứu anh hùng, tên đa cấp nhanh chóng bị vẻ ngoài của cô gái thu hút. Khi nam chính giới thiệu Na Sung là con gái một nhà tài phiệt lớn, tên đa cấp nổi lên tham vọng trèo cao, hắn nhanh trí xin số cô ta. Tối đó tên đa cấp gọi tới rủ chị xinh đẹp đi hẹn hò. Mặc dù vô cùng ghê tởm tên xấu xa này, nhưng vì kế hoạch, Na Sung đành gạt bỏ sự ghét bỏ sang một bên. Buổi sáng hôm sau, tên đa cấp dẫn chị xinh đẹp đi lên chùa, hai người cùng nhau ngửi hương trầm cho thanh tịnh. Lợi dụng lúc này, tên đa cấp thả thính Na Sung, nhà anh có cái bàn thờ, nhang đèn đầy đủ chỉ chờ mỗi em. Chị anh xinh đẹp rất buồn nôn với tên cặn bã này, nhưng vẫn giả chân tỏ ra vui vẻ với hắn. Na Sung phải dụ tên đa cấp mua ngựa bằng được. Buổi tối tên đa cấp đưa chị xinh đẹp về nhà, hắn bắt đầu nghi ngờ Na Sung để kiểm chứng xem cô có thật sự là con gái của nhà tài việt không. Tên đa cấp muốn đợi cô vào nhà trước rồi mới trở về, nhưng chị xinh đẹp chỉ là kẻ mạo danh, làm sao có thể mở cửa. Đồng đội khách được vào hệ thống, nhưng làm hết sức vẫn không thể phá khóa. May mắn Na Sung nhanh trí, cô bấm chuông và giả làm người của tổ chức từ thiện. Chị xinh đẹp xin vào được bên trong, tên đa cấp bây giờ mới hoàn toàn tin tưởng và rời đi. Hôm sau bà cô gọi điện thúc giục tên đa cấp mua ngựa, anh đầu cua đóng giả chủ chạy ngựa đến gặp hắn ta. Do lấy lý do có việc, cần dùng đến nhiều tiền nên muốn bán gấp cả một trang trại ngựa. Mấy người dẫn nhau đi xem ngựa, toàn là những con ngựa tốt. Trước sự thúc giục của anh đầu cua và bà cô, tên đa cấp vẫn lưỡng lự. Hắn hỏi thăm chị xinh đẹp về trang trại ngựa đó. Na Sung khuyên tên đa cấp nên mua trang trại vì gia đình cô thường đến đây cưỡi ngựa. Biết được chuyện đó, tên đa cấp nảy sinh ham muốn bước chân vào nhà giàu. Hắn muốn dùng trang trại để lấy le với bố mẹ vợ. Tối đó tên đa cấp nhận được một tin nhắn, chị xinh đẹp tiếp tục dụ dỗ hắn mua trại ngựa. Tên đa cấp bắt đầu nôn nóng, hắn cho đàn em gom tiền mua. Tên đa cấp liên lạc lại với anh đầu cua. Hắn sẽ ký hợp đồng mua lại trại ngựa của anh. Nhóm nam chính mừng rỡ, cuối cùng con cá cũng cắn câu. Khi tên đa cấp đang lái xe mang tiền đi giao dịch, hắn nhận được thông báo từ cấp trên. Tên đa cấp đến gặp chủ nhân của mình, người này không ai khác chính là kẻ đầu sỏ, đứng sau thao túng mọi chuyện. Ông ta không trách phạt tên đa cấp, chỉ nói một câu dứt khoát. Nếu ngươi đã quyết định làm theo ý mình thì phải tự đứng ra nhận mọi hậu quả. Sau này đừng bao giờ quay lại cầu xin ta. Tên đa cấp cay cú lắm. Hắn đã cứa khép vào lần chơi này. Tên đa cấp muốn trèo cao để không phải phụ thuộc vào kẻ đứng sau. Hắn gọi điện cho anh đổ cua. Tên đa cấp hẹn anh đến ký hợp đồng trực tiếp tại trại ngựa được giao bán. Hắn muốn chắc chắn mình không bị lừa. Anh đầu cua gọi về cho đồng đội, họ vô cùng căng thẳng vì chưa kịp chuẩn bị gì ở đó. Cả nhóm tập hợp lại với nhau để lên đường. Lúc này tên đa cấp đã gần tới trang trại ngựa, cậu tóc vàng nhanh trí hách vào định vị của hắn. Tên đa cấp lái xe rẽ sang một đường khác, hắn tới nhầm một trang trại bò, biết mình đi nhầm đường nên đa cấp lái xe quay lại. Nhân cơ hội đó nhóm nam chính đến trang trại ngựa trước, họ chuẩn bị răng bẫy để bắt kẻ xấu xa. Đến buổi sáng mọi chuyện hoàn thành xong xuôi. Lúc này tên đa cấp lái xe tới, anh đầu cua ra tận cửa đón hắn ta. Nam chính và bà cô cũng giả vờ đến đây xem ngựa, mấy người dẫn nhau đi tham quan. Một bên khác, chị xinh đẹp phát hiện chủ trang trại đang ở đây. Nam chính không muốn tên đa cấp chạm mặt ông chủ, anh cùng đồng đội nghĩ cách dụ hắn quay về, nhưng tên đa cấp vẫn một mực đi xem ngựa. May mắn chị xinh đẹp kịp thời tới dẫn hắn đi, không ngờ cô và tên đa cấp vẫn đụng mặt chủ trang trại. Nhưng ông chủ lại nhận nhầm Na Sung là con gái tài phiệt. Tên đa cấp cũng không biết đây là chủ trang trại này. Đến bây giờ hắn đã tin chị xinh đẹp sái cổ. Tên đa cấp quyết định ký vào hợp đồng mua bán trang trại. Hắn đưa cho anh đầu cua 32 tỷ tiền mặt. Mọi việc xong xuôi, tên đa cấp liền dẫn chị xinh đẹp vào phòng. Hắn bắt đầu gạ gẫm cô gái để phục vụ cho mục đích trèo cao của mình. Nhưng khi hắn vừa ra ngoài, chị xinh đẹp đã nhân cơ hội bỏ thuốc mê vào trong cốc rượu. Tên đa cấp không biết gì, uống một hơi hết sạch. Khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng trống trơn. Nhóm nam chính đã ôm tiền chuồn mất hút. Bản hợp đồng trong tay tên đa cấp cũng bay sạch chữ. Nhờ vào bà cô thiên tài hóa học, chỉ sử dụng một phản ứng đơn giản, xóa sạch chữ viết trong bản hợp đồng. Tên đa cấp lao nhanh đến chuồng ngựa, nhưng con ngựa cũng mất tăm hơi. Lúc này hắn mới phát hiện là mình bị lừa. Tên đa cấp trở nên ngơ ngác, bỗng nhiên có mấy anh cảnh sát đi đến, hắn ta lập tức xin trợ giúp từ họ. Nhưng cảnh sát đến để bắt tên đa cấp, hắn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ mặt thật của tên này cũng nhanh chóng được báo chí vạch trần. Nhóm nam chính xem được tin tức mãn nguyện với thành quả của mình, tay đua một bước nữa tiếp cận tên trùm cuối bí ẩn đang nấp trong bóng tối. Hôm sau, nhóm nam chính đem số tiền trả lại nữ sinh bị hại. Cô gái không tin trên đời còn người tốt như vậy. Nam chính nói rằng trước kia chưa có thì bây giờ sẽ có. Họ sẽ trở thành những người thực thi công lý, trả lại công bằng cho những người yếu thế trong xã hội.
Cô nữ sinh đem chuyện này kể cho phóng viên, cô muốn cảm ơn những anh hùng trong đời thật đã ra tay giúp đỡ mình. Tên trùng cuối xem được tin tức thì cười mỉa mai, để xem lũ nhãi nhép sẽ làm được gì. Lúc này, nhóm người biểu tình đang phản đối việc cắt giảm nhân sự của một tập đoàn lớn. Bất ngờ có vài kẻ bịt mặt, mặc quần áo giống với những người biểu tình đi đến. Tuy nhiên, bọn này lại kích động người ở đây, dùng bạo lực để biểu tình. Trong số chúng có một tên tấn công tổ trưởng bị đặc cảnh, anh tổ trưởng trọng thương lập tức được đưa đi cấp cứu. Chuyện này nhanh chóng đến tai nam chính. Ông đồng nghiệp cũ muốn nhờ Tê Đun giúp mình giải quyết chuyện này vì nạn nhân là bạn thân thiết của nam chính, nên anh không có lý do để từ chối. Một bên khác, mấy người đồng đội của nam chính chuyển đến căn cứ mới. Kể từ bây giờ, họ sẽ cùng nhau thực thi công lý. Mấy người đặt tên nhóm là băng trộm siêu đẳng, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Mục tiêu tiếp theo chính là kẻ cải trang thành người biểu tình, tấn công cảnh sát. Tên này bịt mặt quá kín nên thông tin của hắn bằng không. Tuy nhiên, anh đổ cua phát hiện một chi tiết quan trọng. Tư thế cầm gậy của tên này chứng tỏ hắn phải là người được đào tạo. Chỉ những người được huấn luyện trở thành vệ sĩ như anh mới biết những kỹ năng đó. Nhóm nam chính thử điều tra về những tổ chức bảo vệ trước. Cậu thấp vàng tìm được một người có vóc dáng tương đương với hung thủ. Băng trộm siêu đẳng quyết định điều tra từ công ty bảo vệ của người này. Anh đồ cua giả làm người đến xin việc. Công ty phỏng vấn bằng cách cử những tên vệ sĩ ra đọ sức. Anh đồ cua không chỉ dễ dàng đánh bại một tên, ngay cả chúng có ra cả đám, Roy cũng nhanh chóng hạ gục. Mấy tên HR phải liên lạc cho quản lý đến trực tiếp kiểm tra. Anh ta lập tức rời văn phòng. Chị xinh đẹp nhân cơ hội đột nhập vào trong. Na Sung cắm USB vào máy tính tên quản lý, cậu tóc vàng nhanh chóng thu thập thông tin. Lúc này tên quản lý đi đến buổi phỏng vấn vệ sĩ, nhìn thấy đám cấp dưới đều nằm gục xuống sàn, anh ta bất lực không nói nên lời. Tên quản lý muốn thuê anh đồ cua về làm việc, nhưng Roy chê mức lương bèo bọt của công ty hắn, anh khinh thường và rời đi. Một bên khác, mấy tay quan chức cấp cao lại có một buổi họp kín. Tên trùng cuối phát hiện trong nội bộ có kẻ phản bội, hắn gửi thư đe dọa tới những tay quan chức. Nếu như các người không muốn chết, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, còn kẻ phản bội đã được cho vào chế độ khai tử. Không lâu đâu, hắn sẽ sớm được về với tổ tiên. Buổi tối, tóc vàng dựa vào đống dữ liệu đã lấy cắp, điều tra được thêm manh mối về một kẻ lạ mặt. Si Chân cho rằng người hành hung cảnh sát có thể là một tên vệ sĩ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, cậu tóc vàng lại không có thông tin của người này, không ngờ đây lại là người quen của anh đầu cua. Trước kia khi còn là một người lính đặc nhiệm, Roy đã từng tiếp xúc với hắn ta. Về sau, lính đặc quân còn sống được che giấu thân phận và đào tạo trở thành những tay đánh thuê. Anh đầu cua thì chọn con đường trở thành vệ sĩ. Lý do cậu tóc vàng không thể tìm được thông tin của tên này bởi vì những người chọn trở thành tay đánh thuê đều được coi là người chết. Họ sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì đâu khác gì mấy tên sát thủ. Vậy ai là người đã thuê tên sát thủ hành hung cảnh sát? Mục đích của chúng là gì? Qua phân tích, nam chính suy đoán, người đứng sau muốn tạo ra xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình, đồng thời hắn ta còn phải biết cụ thể thời gian biểu tình, có khả năng điều động cảnh sát đến hiện trường. Người làm được việc đó phải là một quan chức cấp cao của cảnh sát. Tê Đun đem chuyện này kể cho đồng nghiệp cũ. Tuy nhiên, ông ấy không dám tin trong nội bộ có kẻ phản bội. Vì đây là suy đoán của nam chính, nên anh muốn tự mình điều tra vụ này. Mấy người cùng nhau đến bệnh viện thăm anh tổ trưởng tổ cảnh sát bị thương. Ở đây, anh đầu cua phát hiện có một kẻ khả nghi, Roy theo hắn vào trong thang máy. Anh lập tức gọi điện báo tin cho nam chính. Tê Đun nhanh chóng chạy đến chờ sẵn ở nơi anh đầu cua chỉ định. Khi kẻ khả nghi bỏ khẩu trang ra, anh đầu cua lập tức nhận ra hắn chính là tên sát thủ nhóm nam chính đang điều tra. Gặp lại người quen, hai người cùng nhau giao đấu. Vì cả hai đều từng được huấn luyện như nhau nên gần như ngang tài ngang sức. Tên sát thủ bị anh đầu cua rạch một đường trên bụng, nhưng hắn cũng xiên anh được một nhát. Bất ngờ thang máy dừng lại, thấy có người cả hai ngừng giao chiến. Tên sát thủ nhân cơ hội trốn đi, anh đầu cua vẫn tiếp tục ở trong thang máy. Đi đến tầng nam chính đang chờ, khi tới nơi Tê Đun ngạc nhiên vì chỉ thấy mỗi mình Roy bên trong thang máy. Thấy anh đầu cua bị thương, nam chính liền lao đến đỡ anh. Lúc này tên sát thủ chạy đến sảnh bệnh viện, hắn lướt qua mặt sở trưởng sở cảnh sát. Có vẻ như tên sát thủ biết ông ta nên cứ quay đầu lại nhìn. Sở trưởng đến đây thăm anh cấp dưới bị thương đang nằm viện. Nam chính đứng từ xa nhìn, anh không muốn chào hỏi sở trưởng, dù sao trước đó Tê Đun cũng đã gây ra nhiều chuyện rắc rối cho cảnh sát. Bất ngờ nam chính nhận được cuộc gọi của đồng đội, bọn họ tìm được những chứng cứ mới mà đối tượng tình nghi lần này chính là sở trưởng sở cảnh sát. Tên sát thủ từng lái chiếc xe của vợ sở trưởng tới hiện trường vụ biểu tình. Hơn nữa, anh tổ trưởng tổ cảnh sát còn từng gửi một email yêu cầu gặp sở trưởng để nói chuyện riêng về những bí mật của ông ta. Trước khi anh ấy bị hành hung, họ sẽ tiến hành điều tra nhân vật lớn này ra sao. Buổi tối, sở trưởng đến gặp tên sát thủ. Vì tên sát thủ tự ý đến bệnh viện nên sở trưởng tức giận trách mắng hắn ta. Tên sát thủ chỉ muốn thực hiện nốt nhiệm vụ còn dang dở, sở trưởng đồng ý cho hắn ta thêm một cơ hội. Một bên khác, nhóm nam chính bắt đầu thấy vụ việc dần mất kiểm soát. Đối tượng lần này quả thật không phải người họ có thể động vào. Bà cô đưa ra ý kiến, khuyên mọi người hãy dừng lại. Cậu tóc vàng cùng chị xinh đẹp đều tán thành. Nam chính không thể chấp nhận được chuyện này. Anh cho rằng những kẻ cầm quyền phạm pháp mới đáng để sờ tới. Bộ máy nhà nước sẽ thối nát đến mức nào khi những tên cặn bã này tiếp tục điều khiển. Bây giờ nếu họ dừng lại, ai sẽ là người bắt chúng?
Nam chính bực bội đứng dậy, không muốn tiếp tục thì hãy giải tán nhóm. Nói xong anh xoay người bỏ đi, anh đầu cua bấy giờ mới lên tiếng. Ron muốn cùng Tae-run làm cho xong vụ này, anh không muốn những người đáng thương bị hại thêm nữa. Mấy người còn lại cũng chưa thật sự muốn bỏ cuộc, nhóm mới thành lập sao nói giải tán là giải tán được. Không sợ việc khó, chỉ sợ không có đồng đội sát cánh, Nam chính vui vẻ khi thấy mọi người cùng nhau đồng lòng. Tuy nhiên họ sẽ không trực tiếp động đến sở trưởng mà bắt đầu từ tên quản lý vệ sĩ. Lúc này chị xinh đẹp đột nhập vào phòng làm việc của tên quản lý. Na Sung phát hiện chiếc két sắt của hắn ta sử dụng mật khẩu giọng nói. Bà cô đóng giả làm phục vụ ở nhà hàng mà tên quản lý thường dẫn vợ tới ăn tối. Bà cô ở đây chờ sẵn, nhưng cơ hội tên quản lý gọi món, So Kung thu âm giọng nói của hắn gửi về cho đồng đội. Cậu tóc vàng chuyển sang cho chị xinh đẹp, nhờ đó Na Sung thành công mở khóa được két sắt, bên trong có chứa vài tài liệu quan trọng liên quan đến những giao dịch giữa tên quản lý với sở trưởng. Phía bà cô xong việc đang định rời đi, bất ngờ tên quản lý xuất hiện trước mặt. Tưởng hắn đã phát hiện ra điều gì, nhưng thì ra tên quản lý chỉ muốn xin số So Kung. Nhân tiện cậu tóc vàng gửi email chứa virus vào máy hắn, bà cô chỉ cần kích hoạt nó là điều khiển được điện thoại của tên quản lý. Hành động lần này thành công ngoài mong đợi. Qua những thông tin trên tài liệu, nhóm Nam chính biết được sở trưởng ăn hối lộ từ tập đoàn vệ sĩ cùng với nhiều nơi khác với khoản tiền đút lót lên tới 8 tỷ won. Việc xấu của ông ta chắc chắn phải bị lôi ra ngoài ánh sáng. Hôm sau, sở trưởng mở một buổi thiện nguyện quyên góp cho anh cảnh sát bị hành hung. Ông ta tỏ thái độ vô cùng đau xót, cầu xin trợ giúp từ các nhà hảo tâm cho cấp dưới. Chị xinh đẹp kinh tởm với bộ mặt giả tạo của lão già này. Sở trưởng nói với vợ cấp dưới sẽ chuyển anh ta đến bệnh viện khác để được chăm sóc tốt hơn, nhưng đây là kế hoạch của ông ta với tên sát thủ. Sở trưởng tạo điều kiện cho hắn xử lý nốt việc chưa hoàn thành. Lúc này bà cô xuất hiện với tư cách nhà tài trợ chính. Sở trưởng thay mặt cho gia đình cấp dưới cảm ơn cô. So Kung đưa cho sở trưởng một tấm danh thiếp, hy vọng ngài có thể nâng đỡ công ty bảo vệ mới thành lập của cô. Bà cô còn tiếp tục dùng kế ly gián tay sở trưởng với tên quản lý. So Kung cho sở trưởng biết tên quản lý đang bí mật hẹn gặp chủ tịch công ty của cô. Ông ta liên lạc cho tay quản lý nhưng không được bởi vì cậu tóc vàng đang điều khiển điện thoại của hắn. Sở trưởng tức giận muốn tìm tên quản lý hỏi chuyện cho ra lẽ. Bên này Nam chính cũng đang thao túng tâm lý tên quản lý. Tên Run cho hắn biết sở trưởng đang bí mật làm việc với thư ký của anh. Tên quản lý lo lắng sở trưởng sẽ qua cầu rút ván tìm một công ty bảo vệ khác thay thế công ty của hắn. Buổi tối khi tên quản lý đang nằm suy nghĩ trong phòng làm việc, sở trưởng quay về tìm hắn. Vừa gặp ông ta táng ngay cho tên quản lý mấy cái, hắn không hiểu điều gì đang diễn ra. Sở trưởng bắt tên quản lý mở ra két sắt, bên trong chứa tài liệu tham nhũng của ông ta. Sở trưởng nghi ngờ tên quản lý lén điều tra mình, lập tức ra tay dạy hắn một bài học nhớ đời. Hôm sau, nhóm Nam chính tung tin đồn nhân viên công ty bảo vệ của tên quản lý đóng giả người biểu tình tấn công cảnh sát, công ty này bị sờ gáy, cảnh sát đến đây để thu giữ tang vật. Sở trưởng gọi điện báo cho tên quản lý, ông ta muốn tên quản lý đứng ra nhận tội, vào tù đợi mọi chuyện chìm xuống, sở trưởng sẽ tìm cách đưa hắn ta ra ngoài. Lúc này Nam chính nhận được một cuộc điện thoại, sở trưởng hẹn gặp anh để bàn chuyện hợp tác với công ty bảo vệ. Sở trưởng muốn nói chuyện riêng với Tae-run, ông muốn bà cô ra ngoài đợi. Lão cáo giả đặt thiết bị chặn sóng điện tử trong phòng, ngăn câu chuyện truyền ra bên ngoài. Chưa hết, sở trưởng còn lấy điện thoại của Nam chính, tránh anh ghi âm lại cuộc đối thoại. Ông ta làm việc quá cẩn thận. Sau khi chuẩn bị xong, sở trưởng mới bắt đầu thương lượng. Ông ta muốn Nam chính thu mua công ty bảo vệ bị điều tra kia với mức tài chính là 20 tỷ. Bù lại, ông ta sẽ đảm bảo an toàn cho những hoạt động của công ty, kể cả những việc làm phi pháp. Bởi vì sắp tới sở trưởng sẽ lên chức, ông ta có thể điều khiển toàn bộ máy cảnh sát. Nam chính đồng ý với yêu cầu của sở trưởng, nhưng hiện tại anh không có đủ số tiền đó. Sở trưởng đồng ý gửi cho Tae-run trước 8 tỷ để làm vốn, coi như là ông ta đóng góp cổ phần thành lập công ty mới. Tiền sẽ chuyển khi hợp đồng được làm xong. Hôm sau, Tae-run mang bản hợp đồng đến chỗ hẹn với sở trưởng. Ông ta vẫn cẩn thận như lần trước. Nam chính cũng hiểu ý bỏ điện thoại xuống bàn. Sau đó sở trưởng kiểm tra hợp đồng và đóng dấu. Ông ta chuyển thẳng 8 tỷ vào tài khoản Nam chính. Tae-run nở nụ cười chiến thắng, nhưng anh không ngờ được sở trưởng còn có thủ đoạn khác. Để hợp tác vui vẻ, ông ta muốn Nam chính giết tên quản lý làm tin. Sở trưởng cho Tae-run 10 phút và cầm súng đe dọa anh. Ông ta dùng máy quay ghi lại cảnh đó, để lỡ như sau này có bị phản bội cũng có thể kéo Nam chính đi cùng. Sở trưởng quả thật là một tên cáo giả. Tae-run bắt đầu lo sợ, anh chưa từng giết người. Một bên khác, tên sát thủ đi đến tìm chủ nhân của mình. Anh đục cua ngồi sẵn đợi hắn, tên sát thủ liền rút dao lao đến. Hai người chuẩn bị có một cuộc quyết chiến sinh tử. Sau một hồi đánh nhau cân tài cân sức, anh đầu cua bị tên sát thủ khống chế, đồng đội đến giải cứu nhưng không có tác dụng. Bà cô lái xe đâm thẳng vào tên sát thủ, tiễn hắn đi cho lẹ. So Kung lấy điện thoại của tên sát thủ đưa cho anh đầu cua. Bấy giờ Roy mới đi tìm Nam chính. Tới nơi, anh đầu cua thấy sở trưởng đang chĩa súng vào Tae-run, Roy lập tức xử gọn ông ta. Anh đầu cua mở cho sở trưởng nghe một đoạn ghi âm. Tên sát thủ có thói quen ghi lại mọi cuộc nói chuyện với người thuê
thuê hắn. Nội dung bên trong chính là việc sở trưởng thuê sát thủ tấn công tổ trưởng tổ cảnh sát trong cuộc biểu tình. Anh đồng nghiệp cũ của Nam Trình đến nơi, Roy đưa điện thoại cho anh ta, biết được sở trưởng làm những việc phi pháp, anh đồng nghiệp rất thất vọng. Sở trưởng cùng đường cầm súng muốn xử Nam Chính, nhưng súng không có đạn. Tae-run tiện tay dạy ông ta một bài học nhớ đời. Nam Chính cùng anh đổ cua rời đi để việc dọn dẹp tàn cuộc cho cảnh sát. Còng số 8 kết thúc cuộc sống dơ bẩn của tên sở trưởng. Cuối cùng bộ mặt thối nát của ông ta cũng bị báo đài phơi bày. Số tiền lấy được của sở trưởng, Nam Chính mang chia cho gia đình anh cảnh sát bị hại cùng những người biểu tình đang thất nghiệp. Anh không muốn giữ lại làm của riêng. Việc làm này khẳng định băng trộm siêu đẳng sinh ra là để bảo vệ công lý. Nhưng nhóm Nam Chính không ngờ được có kẻ đang âm thầm theo dõi họ. Buổi tối kẻ theo dõi đem theo những tấm ảnh chụp trộm về cho chủ nhân. Người này là ai? Hắn ta đang muốn làm gì nhóm Nam Chính? Buổi sáng chị xinh đẹp đến thăm mẹ nuôi trong viện dưỡng lão. Cô phát hiện bà bị hành hung và bỏ đói. Na Sung tìm viện trưởng viện dưỡng lão để tra hỏi, nhưng hắn ta biện minh quá sắc sảo, khiến chị xinh đẹp đối lý không thể làm gì. Na Sung đành bất lực bỏ đi. Tối hôm đó chị xinh đẹp nhận được một video, thật sự có kẻ đánh đập mẹ nuôi của cô. Người gửi có cái tên rất quen, cậu tóc vàng nhớ ra, đó chính là cô hộ lý họ gặp lúc sáng. Hôm sau chị xinh đẹp đến viện dưỡng lão tìm cô hộ lý, nhưng người ở đây cho biết cô hộ lý vừa mới xin nghỉ. Cậu tóc vàng nhanh chóng tra ra nơi ở của cô ấy, bọn họ lập tức tới tìm. Mấy người cùng ngồi xuống nói chuyện. Cô hộ lý kể rằng mình đã phát hiện ra viện trưởng của viện dưỡng lão phạm rất nhiều tội, từ tham mô ăn chặn tiền tài trợ đến bỏ đói và đánh đập bệnh nhân. Cô hộ lý từng tố cáo hắn ta với cảnh sát nhưng họ không thèm quan tâm, có lẽ chúng là cùng một hội. Viện trưởng biết chuyện lập tức ép cô nghỉ việc. Nhóm Nam Chính bắt đầu điều tra những tội danh của tên viện trưởng. Họ cử cậu tóc vàng làm nội gián trong viện dưỡng lão. Si Chân phải ký giấy đảm bảo giữ bí mật những chuyện mình nhìn thấy ở đây. Cậu tóc vàng còn phải giao ra điện thoại, không biết bên trong làm điều gì mờ ám mà phải cẩn thận như vậy. Chị xinh đẹp vào làm loạn viện dưỡng lão, tên viện trưởng phải ra mà giải quyết. Nhân cơ hội cậu tóc vàng đột nhập phòng hắn ta, Si Chân cầm USB đánh cắp dữ liệu trong máy tính. Bất ngờ tên viện trưởng trở về, cậu tóc vàng lấy cớ đi lạc thoát được kiếp nạn này. Chị xinh đẹp xong việc cũng trở về xe, nhưng chiếc xe của họ đang bị một tên áo đen theo dõi. Hắn ta gọi điện báo cho chủ nhân của mình. Nhóm Nam Chính lọt vào tầm ngắm của một kẻ bí ẩn. Buổi tối cậu tóc vàng mệt mỏi trở về, Si Chân không muốn làm việc trong viện dưỡng lão nữa. Cậu hỏi về đống tài liệu hôm nay đánh cắp được, nhưng chúng hoàn toàn vô dụng. Hôm sau nhóm Nam Chính cử thêm anh đầu cua vào làm nội gián trong bệnh viện. Không ngờ công việc này lại rất phù hợp với Roy. Nam Chính cũng đóng giả con trai bà lão tóc xoăn đi đến. Viện trưởng mời anh vào phòng nói chuyện. Tae-run đưa cho hắn ta một số tiền, nhờ hắn ta chăm sóc mẹ của mình. Mục đích chính của anh là để tiếp cận tên viện trưởng ham tiền. Một bên khác, bà cô dùng mỹ nhân kế với bố của tên viện trưởng. Ông ta là tay chủ tịch đầu hói. Chủ tịch hói mời bà cô dùng bữa. Sô cung thành công lấy được lòng tin của ông ta. Buổi tối trong viện dưỡng lão, cậu tóc vàng đang nghỉ ngơi. Bất ngờ anh đầu cua đánh thức Di Chân dậy. Biểu hiện của Roy rất lạ. Anh đầu cua dọa cho cậu tóc vàng một phen hú vía. Thì ra Roy chỉ muốn Di Chân giúp mình chuẩn bị đồ ăn. Lúc này tên viện trưởng liên lạc lại với Nam Chính, hai người hẹn gặp nhau. Tae-run tìm cách chia rẽ tên viện trưởng và bố của hắn để tên viện trưởng tin lời mình. Nam Chính cử chị xinh đẹp đóng giả thư ký của chủ tịch hói, cô đến gặp luật sư của ông ta gửi yêu cầu làm lại di chúc, nhưng tay luật sư này lại cùng phe với viện trưởng nên anh ta lập tức gọi điện báo tin. Viện trưởng lo lắng hỏi ý kiến của Tae-run. Hôm sau Nam Chính cùng viện trưởng bàn bạc kỹ hơn. Tae-run nói rằng có lẽ chủ tịch hói có người phụ nữ bên ngoài nên mới đột nhiên sửa di chúc. Tình cờ viện trưởng nhìn thấy bố mình thật sự đi với một cô gái. Đây là một phần kế hoạch của Nam Chính. Bà cô dẫn chủ tịch hỏi đến đây với mục đích là để con trai ông ta nhìn thấy. Tên viện trưởng đã hoàn toàn tin tưởng vào lời của Tae-run. Buổi tối vì bà cô muốn nấu ăn cho chủ tịch hói nên ông ta dẫn So-kung về nhà của mình. Sau khi ăn uống no nê, bà cô bắt đầu chút rượu tên chủ tịch hói. So-kung nhân lúc lão già không để ý bỏ thuốc mê vào trong rượu, nhưng không ngờ rằng chị xinh đẹp đã đưa nhầm lọ thuốc cho bà cô. Na-sung cùng Tae-run lo lắng chạy vào bên trong. Tên chủ tịch hói uống xong ly rượu vẫn tỉnh bơ. Bà cô không hiểu lý do tại sao ông ta định giở trò đồi bại với So-kung. May mắn Nam Chính kịp thời xuất hiện giải cứu. Anh khiêng chủ tịch hói đang bất tỉnh đi mất. Hôm sau ông ta tỉnh dậy trong bệnh viện, bà cô nói rằng đêm qua ông đột nhiên ngất đi. Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra để biết lý do. Đây thực chất là kế hoạch của Nam Chính với tên viện trưởng. Tae-run giới thiệu cho hắn một bệnh viện. Đây là nơi nhóm Nam Chính đã có chuẩn bị. Cậu tóc vàng hách vào hệ thống của bệnh viện, điều khiển các máy kiểm tra làm sai kết quả. Bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra đến người nhà. Chủ tịch hói mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Ông ta tức giận bỏ đi. Con trai thì đắc chí cười trên nỗi đau của bố mình. Con cá lớn đã cắn câu. Gia đình này chuẩn bị có nội chiến. Nam Chính không muốn bà cô tiếp tục ở gần chủ tịch hói nữa, nhưng So-kung không đồng ý. Cô còn muốn moi tiền của ông ta. Hôm sau bà cô tiếp tục hẹn hò với chủ tịch hói. So-kung dùng khổ nhục kế với ông ta. Cô nói mình đang nợ bọn cho vay nặng lãi 4 tỷ, nếu không trả chúng sẽ giết cô. Tên chủ tịch hói hứa sẽ giúp người yêu, chỉ cần cô ở bên lão ta mãi mãi. Mặc dù rất ghê tởm lão già, nhưng bà cô đành ngậm đắng nuốt cay. Hôm sau chủ tịch hói trở về viện dưỡng lão, ông ta phát hiện thằng con trời đánh đang chờ xây lại bệnh viện. Lão già trở nên vô cùng tức giận. Khi tên viện trưởng về phòng làm việc, bố hắn ta đã ngồi đợi sẵn. Ông chửi thằng con một trận
trận ra hồn, chủ tịch Hói cho người đem vị trưởng đi. Hắn ta vô cùng cay cú muốn đấu với bố mình đến cùng. Sau khi giải quyết xong vụ của con trai, chủ tịch gọi điện cho bà cô. Sô Cung nói với ông ta mình muốn đi nơi khác lánh nạn. Chủ tịch Hói tức tốc lên xe đi tìm, nhưng vừa bước lên, ông ta đã bị một tên đeo dọa mõm xịt thuốc mê bắt cóc. Nhóm nam chính biết chuyện nhanh chóng tụ họp bàn kế hoạch mới. Họ không ngờ vị trưởng lại ra tay với bố ruột của mình. Cả nhóm sẽ đi tìm chủ tịch Hói. Cái họ muốn chính là số tiền tham nhũng của ông ta. Buổi sáng khi anh đầu cua đang làm việc, Roy phát hiện khứa tóc dài có điểm đáng nghi. Anh đầu cua đi theo hắn ta xuống tầng hầm. Ở đây Roy tìm thấy chủ tịch Hói. Anh đầu cua ra điều kiện với ông ta, nếu muốn ra ngoài phải trả cho anh 3 tỷ. Chủ tịch Hói vì muốn được cứu nên chấp nhận yêu cầu này. Anh đầu cua bịt mắt chói tay và dẫn lão già đi. Thì ra chủ tịch Hói giấu tiền của mình trong viện dưỡng lão. Roy cởi trói để ông ta mở khóa két sắt. Chủ tịch Hói nhân cơ hội xô ngã anh đầu cua chạy mất, nhưng ông ta không ngờ được đây là kế hoạch của nhóm nam chính. Két sắt này không phải chuyện khó với chị xinh đẹp. Cô gái nhanh chóng tiến hành phá khóa. Một bên khác, tên viện trưởng hẹn gặp nam chính, hắn muốn anh đón mẹ của mình đi. Nam chính ngửi ra mùi bất thường. Tên viện trưởng đã mua bảo hiểm cho viện dưỡng lão và những người già không có thân thích. Anh đầu cua cùng cậu tóc vàng phát hiện hệ thống phòng cháy ở viện dưỡng lão bị phá hủy. Tên viện trưởng này quá xảo quyệt, hắn muốn phá hủy viện dưỡng lão, giết chết những người già không còn người thân để ôm trọn số tiền bảo hiểm. Nhóm nam chính bắt đầu lo lắng cho những người trong viện dưỡng lão, họ sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Một bên khác, tên viện trưởng cho khứa tóc dài thực hiện kế hoạch. Khi xác nhận mọi chuyện đã chuẩn bị xong, hắn lên đường đi trước, khứa tóc dài ở lại làm nốt phần kế hoạch tàn bạo của tên viện trưởng. Lúc này tên viện trưởng mới nhớ tới bố mình, hắn tới phòng giam của chủ tịch Hói, nhưng ông ta đã đi mất từ lâu. Bất ngờ có ai đó nhốt tên viện trưởng lại, là nam chính và anh đầu cua. Họ cho hắn ta nếm thử cảm giác thì sông khói. Tên viện trưởng xấu xa bất tỉnh nhân sự. Một bên khác, chị xinh đẹp đang giải cứu những ông bà lão trong viện, nơi đây sắp sửa bị thiêu rụi. Tuy nhiên gọi mãi họ không dậy. May mắn cô hộ lý xuất hiện, Na Sung được cô ấy giúp sức đưa những người già thoát khỏi nơi đây. Khi ra ngoài, chị xinh đẹp chạm mặt khứa tóc dài. Na Sung nhìn thấy hắn lập tức nổi trận lôi đình, cứ nghĩ tới việc hắn làm với những người già, cô lại không nhịn nổi. Na Sung dạy cho khứa tóc dài một bài học nhớ đời. Phía cậu tóc vàng thành công khóa lại những chốt ga. Di Chơn còn lắp thêm các thiết bị phòng cháy. Kế hoạch của tên viện trưởng độc ác đã bị phá hủy. Khi chủ tịch Hói trở về viện dưỡng lão, két sắt chứa tiền của lão ta đã bị ai đó mang đi mất. Chủ tịch Hói nghĩ là thằng con trời đánh làm việc này. Ông ta vô cùng tức giận. Bất ngờ nam chính xuất hiện, anh trách điệp và mang chủ tịch Hói đi. Họ cùng nhau dựng nên một vở diễn để đánh lừa tên viện trưởng và chủ tịch Hói. Máy quay cũng chuẩn bị sẵn sàng. Khi viện trưởng tỉnh lại, anh đổ cua cùng cậu tóc vàng cải trang thành cảnh sát. Hai người hỏi về những tội danh của tên viện trưởng. Hắn ta ngơ ngác, chưa kịp loát xem chuyện gì xảy ra. Họ cho tên viện trưởng thấy cảnh bố của hắn cũng bị bắt. Sợ chủ tịch Hói đổ hết tội lỗi cho mình, viện trưởng nhanh trí quy hết tội cho bố ruột. Chủ tịch Hói xem được chuyện này cũng kể tội của con trai. Hai bố con cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, càng kể chúng càng nhiều tội. Cậu tóc vàng nở nụ cười khinh bỉ. Cuộc nói chuyện của mấy người được truyền đến tai cảnh sát. Họ nhanh chóng lên đường đi bắt mấy tên xấu xa, thêm hai tên ác nhân nữa bị đưa vào vòng lao lý. Khi gặp lại nhau, hai bố con bắt đầu chửi bới, người này đổ lỗi cho người kia. Nhóm nam chính xong việc kiêu ngạo bước đi, họ bị cảnh sát bắt gặp. Cũng may cô hộ lý đi tới giải vây. Hôm sau cảnh sát đến lục soát phòng làm việc của tên viện trưởng, họ tìm được chứng cứ buộc tội hắn ta. Việc viện trưởng viện dưỡng lão tham ô trốn thuế, hành hạ người già được đưa lên báo đài. Một bên khác, nhóm nam chính đưa mấy ông bà lão đến nơi ở mới. Họ đưa tiền cho cô hộ lý tu sửa chỗ này. Những người già neo đơn sẽ có một cuộc sống mới. Buổi tối, nữ bác sĩ đang viết ra những tội danh của bệnh viện nhi. Cô đăng những thông tin này lên mạng. Các bác sĩ của bệnh viện từng thử thuốc cho một đứa trẻ mắc bệnh máu trắng, mặc cho người nhà bệnh nhân phản đối. Kết quả đứa trẻ này đã mất mạng. Nhóm nam chính xem được thông tin này, Teru nhớ lại chuyện của con trai khi trước. Anh cùng đồng đội quyết định thử điều tra. Ngày mai sẽ diễn ra phiên tòa cuối cùng của vụ án. Nếu phía bị hại không có thêm được bằng chứng thuyết phục, tòa án sẽ khép lại vụ việc. Nam chính nhớ ra một chuyện. Về mặt luật pháp, nếu bên phía bồi thẩm đoàn đưa ra kháng cáo, vụ án sẽ được cho thêm thời gian điều tra. Nhóm nam chính sẽ cử một người thâm nhập vào hệ thống bồi thẩm đoàn. Họ tìm ra một người phụ nữ đang mang thai xin rút khỏi hội đồng bồi thẩm. Bà cô lại có khuôn mặt và độ tuổi tương tự người phụ nữ. Không ai phù hợp với vai diễn lần này hơn Sô Cung. Hôm sau, bà cô đóng giả người phụ nữ mang thai đến phiên tòa. Cặp mắt kính Sô Cung đeo là một máy quay lén. Qua đó, nhóm nam chính quan sát được tình tiết phiên tòa. Tê Đuông gặp lại tên phó viện trưởng đã chỉ dẫn anh đến xin thuốc chỗ tay tiến sĩ khốn nạn ngày trước. Lần này đứa trẻ cũng chết ở bệnh viện của tên phó viện trưởng này. Nữ bác sĩ xác nhận mình chính là người tiêm thuốc cho đứa trẻ. Đến khi cô phát hiện ra loại thuốc mà phó viện trưởng đưa cho mình là loại chưa được kiểm chứng, thì đứa trẻ đã chết vì tác dụng phụ. Nữ bác sĩ ân hận về việc mình làm nên đứng về phía gia đình nạn
nạn nhân trong vụ kiện. Tuy nhiên, tên luật sư lấy ra bệnh án về cái chết của đứa trẻ chúng đã thông đồng làm giả. Lúc này, nam chính phát hiện trên tai tên luật sư có gắn một thiết bị liên lạc mini, mắt kính của hắn cũng gắn máy quay trộm. Có kẻ nào đó chỉ đạo tên luật sư điều khiển phiên tòa, giống như cách nhóm nam chính đang thực hiện. Bọn họ lên đường để tìm ra kẻ đứng sau tên luật sư. Cậu tóc vàng có cách chính là nhờ vào máy định vị tần số, dò tìm vị trí kẻ chỉ đạo. Lúc này, chị xinh đẹp cùng anh đầu cua tới bệnh viện. Roy rủ Mỹ Nam kế dụ dỗ mấy cô y tá, nhưng khi nghe anh hỏi về phó viện trưởng, bọn họ đều lảng tránh. Anh đầu cua phải hẹn một y tá khác gặp vào buổi tối. Bên khác, chị xinh đẹp dùng thiết bị chuyên dụng lấy cắp vân tay của phó viện trưởng. Na Sung dùng nó đột nhập phòng của hắn ta. Chị xinh đẹp mở máy tính phó viện trưởng lên, nhưng dữ liệu đã bị hắn ta xóa sạch. Nam chính bảo cô thử tìm xung quanh. Na Sung phát hiện một két sắt, cô mở khóa và tìm được tài liệu về loại thuốc mà bệnh viện đang thử nghiệm, chính là thuốc trước đó con trai nam chính từng dùng. Tuy nhiên, cái này không thể làm bằng chứng vì tài liệu lấy được từ việc trộm cắp nên sẽ bị tòa án bác bỏ. Nam chính bảo Na Sung tạm thời rút lui trước. Bên phía phiên tòa, bà cô đang thao túng bồi thẩm đoàn đứng về phía nạn nhân. Bà thẩm phán lập tức ngăn Sô Cung lại. Luật sư bên phía bị cáo thấy phía hội đồng bồi thẩm đang có ý đứng về phe mình, nhanh chóng đưa ra những lý lẽ mới. Cô luật sư muốn đánh vào tâm lý của người trong bồi thẩm đoàn để lôi kéo họ về phía bị hại. Tên luật sư đã nhận được một chỉ thị mới của kẻ đứng sau. Tình cảm chỉ là thứ ngu muội nhất thời, chứng cứ mới là thứ quyết định cuộc chơi. Kẻ đứng sau bảo tên luật sư hãy lấy ra tài liệu họ đã chuẩn bị. Tên luật sư lấy ra một tờ xác nhận tử vong của bệnh nhân, có đóng dấu xác nhận của nữ bác sĩ. Trước khi đứa trẻ chết, cô gái đã thay cha mẹ của đứa trẻ làm chuyện đó. Việc tuyên tử cho một người còn sống là chuyện vô cùng thất đức, trái với lương tâm nghề y. Tên phó viện trưởng lúc này mới đứng ra xác nhận chuyện của nữ bác sĩ cấp dưới đã làm. Hắn nói mình không thể chấp nhận sự việc nên mới sa thải nữ bác sĩ. Cô gái bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Lợi dụng chuyện này, tuyên luật sư lấy thêm một tờ bệnh án chứng minh nữ bác sĩ từng đi điều trị thần kinh, tâm thần cô gái có vấn đề, có thể đưa ra những dẫn chứng sai sự thật. Cô gái không thể khống chế bản thân đứng dậy la lối. Sự việc dần chuyển sang tình trạng bất lợi. Lúc này, cậu tóc vàng nhờ vào máy định vị tìm được chỗ phát ra tín hiệu của thiết bị liên lạc mini. Tuy nhiên, ở đây lại không có người, chỉ có một máy khuếch đại tín hiệu truyền sóng. Cậu tóc vàng lập tức chặn kết nối của nó. Người chỉ thị đứng sau nhanh chóng phát hiện ra, hắn báo cho người đi xử lý. Cậu tóc vàng nhờ vào sóng liên lạc tìm ra tên nội gián được cài vào bồi thẩm đoàn, đồng thời cũng ghi lại được hình ảnh của kẻ đứng sau chỉ thị tên luật sư. Nam chính nhận ra người quen chính là bạn thân của Terun. Bà cô nhớ mình đã từng gặp qua người này. Sô Cung nói rằng cô sẽ xử lý tên nội gián trong bồi thẩm đoàn trước. Bà cô lấy trộm chiếc vòng cổ của cô gái đập vào chỗ của tên nội gián. Cảnh sát lập tức bế hắn đi vì tội trộm cắp. Kẻ chỉ thị phát hiện ra bà cô là người được gài vào. Hắn nói với tên luật sư hãy giải quyết vụ này ổn thỏa, còn không thì luật sư sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tên luật sư đem chuyện bà cô được người khác cài vào bồi thẩm đoàn nói cho bà thẩm phán. Nữ luật sư biện hộ lập tức bác bỏ ý kiến của hắn. Bà thẩm phán cũng không thể vì chuyện này mà cho dừng phiên tòa để điều tra. Một bên khác, anh đầu cua tìm thêm được bằng chứng. Roy gửi một bức ảnh đến cho nữ luật sư. Đây là bức ảnh selfie của một phụ huynh bệnh nhân nằm cùng phòng với đứa trẻ bị trích thuốc tử vong. Cô đã chụp lại vào lúc y tá đến tiêm thuốc cho con trai. Thời gian trên đó không trùng khớp với thời gian tiêm thuốc trong tài liệu mà bệnh viện đưa ra lúc trước. Điều này chứng tỏ bệnh viện cố tình làm giả tài liệu. Bằng chứng được thẩm phán chấp nhận. Cục diện phiên tòa một lần nữa được xoay chuyển. Nữ luật sư yêu cầu mời y tá tiêm thuốc trong hình đến làm chứng. Tên luật sư không đồng ý. Bà thẩm phán phải tuyên bố dừng phiên tòa để bàn bạc. Nhân cơ hội đó, kẻ chỉ thị ra lệnh cho cấp dưới hãy ngăn chặn nữ y tá đến làm chứng bằng mọi giá. Một bên khác, chị xinh đẹp cùng anh đầu cua thuyết phục thành công cô y tá đến làm chứng. Trên đường đi bất ngờ có một chiếc xe ngăn cản. Anh đầu cua xuống xe chặn đường kẻ địch. Roy và tên áo đen lao vào kịch chiến. Anh dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Nhân cơ hội chị xinh đẹp lái xe đưa cô y tá đến phiên tòa để làm nhân chứng. Khi đứng trước phiên tòa, nữ y tá khẳng định mình từng được nhờ tiêm một loại thuốc đặc biệt cho đứa trẻ đã chết. Tuy nhiên, do bạn cùng làm nhờ vả, hơn nữa lại còn chính tay phó viện trưởng xác nhận nên cô y tá không hề nghi ngờ. Tên luật sư biện minh rằng có thể do lúc đó y tá đã nhìn nhầm thuốc. Hắn lấy ra một lọ thuốc giảm đau giống với miêu tả của nữ y tá. Cô gái không biết phải đối phó ra sao, đành đi xuống. Dù gì nữ y tá cũng rất gan dạ, mới dám đến làm chứng. Bấy giờ nữ luật sư xin phép thẩm phán đưa ra thêm một nhân chứng mới. Đây là người tố cáo nặc danh gửi hình ảnh cho cô. Người này là bố bệnh nhi đã chết 4 năm trước. Với bệnh án tương tự đứa trẻ lần này, bất ngờ nam chính xuất hiện ở phiên tòa. Kẻ chỉ thị thấy Terun thì không dám đối diện, hắn trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Nam chính nói rằng lúc đó bác sĩ tiếp nhận điều trị cho con trai anh chính là phó viện trưởng đang ngồi ở đây. Hắn ta lập tức kích động đứng dậy phủ nhận. Terun còn kể ra loại thuốc dùng để tiêm cho con trai mình.
là do phó viện trưởng Bảo Anh đi xin về. Phiên tòa dần được đẩy lên cao trào, đồng đội của nam chính xem được cũng trở nên căng thẳng. Lúc này kẻ chỉ thị chuồn ra ngoài, hắn tiếp tục điều khiển tên luật sư. Tên luật sư bắt đầu đối chất với Terun để có thể khiến nam chính kích động. Tên luật sư liên tục nhắc về con trai anh, nhưng Terun hoàn toàn khống chế được cảm xúc. Anh lấy ra lọ thuốc mà bệnh viện đang tiến hành thí nghiệm, năm đó đã dùng để tiêm cho con trai Terun, trên đó còn có dấu vân tay của phó viện trưởng. Luật sư bắt đầu lo lắng, hắn muốn bác bỏ chứng cứ. Thẩm phán không đồng ý, bà hỏi lý do Terun đứng ra làm chứng. Anh nói rằng lúc trước bản thân mắc sai lầm, tin lời tên phó viện trưởng dẫn đến cái chết của con trai. Nam chính không muốn có thêm bất cứ đứa trẻ tội nghiệp nào phải trở thành vật thí nghiệm của mấy tên bác sĩ thất đức, cũng không muốn gia đình phụ huynh nào phải chịu cảnh mất con giống anh. Phiên tòa chuẩn bị đưa ra kết luận cuối cùng, hội đồng bồi thẩm đoàn cũng giơ tay ủng hộ phía nạn nhân và tuyên bố phần thắng thuộc về gia đình đứa trẻ. Những tin đồn được đăng trên mạng cũng trở thành có căn cứ. Kết thúc phiên tòa, nam chính vui vẻ trở về với đồng đội. Anh phát hiện ra chiếc xe của kẻ chỉ thị. Terun bước đến chào hỏi bạn mình. Hai con người vờ như không có chuyện gì xảy ra, tay bắt mặt mừng. Nhưng khi vừa quay đi, gương mặt nam chính lập tức biến đổi 180 độ. Kẻ chỉ thị cũng bắt đầu lo lắng. Trở về căn cứ, Terun vô cùng tức giận. Anh không nghĩ rằng người hại mình chính là người bạn luôn bên cạnh mình. Nam chính bắt đầu theo dõi bạn cũ. Vì kế hoạch đổ bể, hắn ta chút giận lên người tên phó viện trưởng. Lợi dụng chuyện này, Terun liên lạc với phó viện trưởng. Anh muốn ông ta giúp mình đưa người bạn cũ ra ngoài ánh sáng. Phó viện trưởng đồng ý. Ông ta cho nam chính biết còn một kẻ đứng sau chống lưng cho bọn họ, chính là tay ứng cử viên cho chức tổng thống. Terun cảm giác được chuyện này đang dần vén ra bức màn bí mật phía sau. Tên phó viện trưởng hẹn gặp nam chính để giao một số tài liệu tố cáo tay ứng cử viên. Khi nam chính tới nơi, anh nhìn thấy tên phó viện trưởng bị cắn chết. Hai kẻ lạ mặt khiên xác ông ta và cầm đống tài liệu đi. Bấy giờ nam chính nhận thức được mức độ nguy hiểm của vụ này. Anh trở về căn cứ. Terun muốn tất cả dừng việc điều tra lại. Anh không muốn đồng đội rơi vào hiểm cảnh. Chuyện này là việc của riêng anh. Nam chính tuyên bố giải tán nhóm. Anh quay người bỏ đi. Mọi người cũng tạm thời nghe lời Terun. Mình chia tay nhau từ đây. Hôm sau nam chính đến xin cấp trên phục chức. Anh trở lại phòng làm việc. Không ngờ ông cấp trên cũng là tay sai của kẻ chỉ thị. Biết được tin Terun quay về làm việc, kẻ chỉ thị vô cùng tức giận. Không nghĩ rằng Terun có thể bình tĩnh như vậy, hắn ta sai ông cấp trên giám sát nam chính, đồng thời kẻ chỉ thị cũng cho người theo dõi đồng đội của Terun, họ cũng quay lại những công việc cũ. Tên theo dõi báo tin này cho kẻ chỉ thị, mọi chuyện đều không có gì bất thường. Buổi tối nam chính cùng đồng nghiệp cũ đi uống cà phê, không thể tin được người mà Terun tin tưởng nhất cũng bị kẻ chỉ thị mua chuộc. Bấy lâu nay người theo dõi nhóm Terun chính là anh đồng nghiệp này, sức ảnh hưởng của kẻ chỉ thị quả thật rất lớn. Lúc này kẻ chỉ thị đang ăn tối cùng cấp trên của nam chính, cùng tay ứng cử viên. Kẻ chỉ thị muốn giúp ứng cử viên giành được chức tổng thống nên tung ra tin đồn bôi nhọ như ứng cử viên của đảng khác, điều đó giúp cho tay ứng cử viên nhận được nhiều tín nhiệm hơn. Nam chính cũng xem được tin tức, anh biết đây là chiêu trò của kẻ chỉ thị. Hôm sau trên văn phòng, nam chính tiến hành điều tra những tin tức trên mạng. Ông cấp trên gắn máy nghe lén dưới bản Terun, ông ta phát hiện những chuyện anh sắp làm. Tuy nhiên vì sợ bị lộ sơ hở, cấp trên vẫn cho phép Terun thực hiện. Buổi tối nam chính ra về, anh phát hiện có kẻ bám đuôi. Terun rẽ vào một tiệm hoa cắt đuôi tên theo dõi. Anh gửi những bức thư cho mấy người đồng đội, khi họ mở ra xem, bên trong là những thông tin mà nam chính muốn mọi người điều tra. Anh cũng ghi thời gian địa điểm họp mặt của cả nhóm trong thư. Một bên khác, tên cấp trên mang những thông tin nghe lén được đến chỗ của kẻ chỉ thị. Bây giờ bọn chúng không thể ngồi yên. Lúc này Terun ra khỏi nhà, tên theo dõi vẫn không ngừng bám đuôi anh, nhưng so về sự nhanh trí thì hắn tuổi gì với nam chính. Anh dễ dàng cắt đuôi tên theo dõi. Terun tập hợp với những người đồng đội chuẩn bị cho một kế hoạch tác chiến mới. Mọi người bắt đầu điều tra về nữ chủ tịch của một tập đoàn xây dựng. Theo lời Sokum, cô ta từng là một nữ hoàng lừa đảo. Tập đoàn xây dựng này thực chất là một công ty bù nhìn. Nữ chủ tịch lợi dụng nó để rửa tiền cho tay ứng cử viên. Cô ta quy đổi tất cả số tiền bọn họ tham nhũng được ra thành vàng. Sau đó nữ chủ tịch tuyên bố công ty gặp một vụ trộm, tất cả số vàng cất giữ đều bị đánh cắp. Nhờ có sự tiếp tay của tên ứng cử viên, chuyện giả này biến thành sự thật, lừa gạt được tất cả mọi người. Số vàng đó chảy vào túi của nữ chủ tịch và tên ứng cử viên. Trước tiên nhóm nam chính phải tìm ra nơi bọn chúng giấu vàng. Như vậy mới có thể tóm được những kẻ tham ô này. Hôm sau đồng đội của nam chính quay về căn cứ, mấy người điều tra ra được đường dây rửa tiền lần này có liên quan đến một tổ chức buôn ma túy. Chị xinh đẹp nằm vùng tại địa điểm giao dịch của bọn buôn ma túy. Na Sung xử lý gọn gàng ba tên côn đồ, chúng lập tức bỏ vali hàng trốn mất. Một bên khác, cậu tóc vàng giả làm bà cô bán nước ép. Với sự trợ giúp của nam chính, Di Chân đột nhập thành công phòng điều khiển. Cậu đặt máy hack vào hệ thống tại văn phòng làm việc của Terun. Cấp trên của Terun phát hiện anh biến mất liền đi tìm. Tuy nhiên nam chính trở về kịp lúc, lão giả không
không thể phát hiện ra điều gì. Lúc này, Tirun nhận được một thông báo từ phía cảnh sát. Họ đã bắt được người lái chiếc xe chở vàng bị đánh cắp. Ông tài xế kể lại sự việc. Hôm đó, nữ chủ tịch sai ông đem số vàng về kho. Chiếc xe chở vàng do ông lái bỗng nhiên phát nổ trên đường. Một đám người bịt mặt nhân cơ hội cướp hết số vàng trên xe đi. Ông tài xế nhớ ra, một tên trong số chúng có hình xăm. Nam chính lại có thêm một manh mối quan trọng. Buổi tối, anh đầu cua tiếp nhận nữ chủ tịch. Cô ta nhanh chóng dính bẫy. Mấy tên vệ sĩ thấy vậy đi tới cảnh báo. Chủ tịch cẩn thận bị lừa. Nữ chủ tịch nói với bọn họ, đừng quên bản thân cô cũng từng là người nổi tiếng trong nghề lừa đảo. Anh đồ cua lợi dụng nhu cầu rửa tiền thành vàng của nữ chủ tịch, rồi đưa cô ta đến công ty ảo mà nhóm thành lập. Tuy nhiên mọi chuyện quá dễ dàng khiến nữ chủ tịch nảy sinh nghi ngờ. Bà ta quay người bỏ đi. Bất ngờ cậu tóc vàng đi đến. Si-chon đóng giả một chuyên gia rửa vàng nằm vùng trong sở giao dịch vàng Hàn Quốc, chuyện biến vàng phi pháp thành hợp pháp. Nữ chủ tịch không tin, cô nhanh tay lấy thẻ nhân viên của Si-chon. Sau khi xác nhận thông tin là chính xác, nữ chủ tịch vẫn bỏ đi. Tuy nhiên có vẻ cô ta đang bắt đầu lưỡng lự. Mọi người báo tin cho nam chính, anh sẽ tiến hành một cú giật dây then chốt. Sáng hôm sau, Tae-run đến văn phòng của nữ chủ tịch. Vì cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi, nên nam chính muốn thông báo cho cô. Có thể họ sẽ giúp cô tìm ra số vàng sớm thôi, vì tài xế lái xe chở vàng bị bắt đã khai ra nhiều manh mối quan trọng. Nữ chủ tịch bắt đầu lo lắng, cô ta liên hệ lại với anh đồ cua, con cá lớn đã cắn câu. Buổi tối, nữ chủ tịch đem một số vàng nhỏ đến chỗ nhóm nam chính. Cô ta muốn kiểm tra thực hư, xem cậu tóc vàng có thật sự rửa vàng được hay không. Si-chon sẽ thay đổi số series trên tấm vàng, cậu cho vàng vào máy khắc series. Bấy giờ chị xinh đẹp vào phòng trong lấy ra một tấm vàng khác. Mọi người đánh lạc hướng nữ chủ tịch, nhân cơ hội Si-chon tráo đổi tấm vàng, cậu đưa nó cho nữ chủ tịch. Bà ta kiểm tra số series, nó thực sự đã trở thành số series khác. Nữ chủ tịch sinh ra lòng tin với nhóm nam chính, cô ta hẹn ngày mai sẽ đem tất cả số vàng phi pháp đến để rửa, tổng giá trị lên đến 10 tỷ. Nữ chủ tịch vừa đi, cả nhóm cùng nhau ăn mừng, cậu tóc vàng ở lại chuẩn bị số liệu cho kế hoạch ngày mai. Khi xong việc Si-chon ra về, bất ngờ cậu bị một đám côn đồ chặn đường, hẳn là có tên hình xăm đi cùng nữ chủ tịch. Bọn côn đồ trùng đầu và bắt cậu tóc vàng đi. Nam chính biết chuyện lập tức lo lắng, anh liên lạc cho đồng đội. Cậu tóc vàng bị bắt đến một căn phòng, tên côn đồ muốn thương lượng với Si-chon, hắn ta lên một kế hoạch lấy số vàng của nữ chủ tịch, hắn muốn phản bội lại chủ nhân, có ai mà không ham 10 tỷ won cơ chứ. Tên côn đồ biết vị trí nữ chủ tịch giấu vàng, hắn ta sẽ cho nổ chỗ đó và mang vàng đi. Si-chon chỉ cần giúp hắn rửa vàng là được. Một vụ lừa đảo trong lừa đảo, lợi dụng cách cũ mà nữ chủ tịch đã dùng lấy cắp số vàng của cô ta. Tên côn đồ gọi đây là kế hoạch phạm tội hoàn hảo, nhưng kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng. Một khi bom nổ, hệ thống phát hiện chấn động sẽ đưa ra cảnh báo, nữ chủ tịch sẽ phát hiện ra. Tên côn đồ đe dọa cậu tóc vàng, nếu mi đã thông minh như vậy, hãy tìm cách giải quyết đi. Si-chon đang bị trói cũng đành bó tay với độ ngu của tên côn đồ. Không ở đó thì làm sao mà anh phá giải cơ quan? Đám côn đồ tức giận bỏ lại một mình cậu tóc vàng. Lúc này nam chính đến tìm nữ chủ tịch. Anh lấy danh nghĩa công ty bảo hiểm muốn đến xem kho bạc của bà ta để chuẩn bị chuyển số tiền bảo hiểm mà công ty của anh chi trả cho số vàng bị mất vào kho bạc. Bà ta lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu. Mục đích tới đây của nam chính là để xem xét hệ thống an ninh của kho bạc, chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Người được nam chính cử đi trong kế hoạch lần này không ai khác ngoài chị xinh đẹp, thiên tài cậy kết của nhóm. Hôm sau, bà cô gọi điện mời nữ chủ tịch đi ăn. So-kung muốn đánh lạc hướng cô ta để đồng đội dễ dàng hành động. Chị xinh đẹp đột nhập vào kho bạc, anh đổ cua nhanh chóng xử lý bảo vệ. Hai người muốn dọn đường cho cậu tóc vàng. Chị xinh đẹp phá giải từng cửa ải trong kho bạc, rồi đóng giả bảo vệ ra bên ngoài đợi. Một bên khác, đám côn đồ đưa cậu tóc vàng đến kho bạc, chúng muốn Si-chon thực hiện vụ trộm vàng. Tới nơi, Si-chon gặp anh đổ cua, hai người diễn một màn đánh lộn trước đám côn đồ. Roy giả vờ thua cuộc để cậu tóc vàng dẫn đám côn đồ vào bên trong. Tới một cánh cửa, cậu tóc vàng thực hiện cậy khóa, nhưng cửa ải này đã bị chị xinh đẹp phá từ trước. Na-sung để lại mật khẩu cho Si-chon. Anh đồ cua ở bên ngoài điều khiển cục diện của kế hoạch, rồi bảo Na-sung nấp trước khi đám côn đồ vào trong. Cô lập tức trốn đi. Cậu tóc vàng dẫn đám côn đồ đi vào. Si-chon tưởng chúng có khóa két, nhưng mấy tên côn đồ không hề có. Chúng muốn cậu tóc vàng tự mở khóa. Tên cầm đầu còn lớn tiếng đe dọa Si-chon. Cậu tóc vàng bị dồn vào thế khó. Lúc này nam chính đang gặp mặt cấp trên và người bạn cũ. Anh cùng kẻ chỉ thị bắt tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Tae-run che giấu khiêm khích với người bạn giả tạo để kế hoạch của cả nhóm được thực hiện trơn tru. Bên này bà cô không thể tiếp tục giữ chân nữ chủ tịch. So-kung nhanh chóng báo tin cho nam chính. Tae-run lập tức đứng dậy. Anh lấy lý do phải xử lý vụ tiền bảo hiểm của công ty xây dựng. Nam chính xin phép đi trước. Anh chạy đến cầm chân nữ chủ tịch. Bên này cậu tóc vàng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bất ngờ tên côn đồ nở nụ cười đắc ý, hóa ra hắn chỉ đang trêu đùa Si-chon. Tên côn đồ chuẩn bị chìa khóa két sắt từ lâu, hắn mở khóa và lấy số vàng đi. Nữ chủ tịch trở về phòng làm việc, cô phát hiện cấp dưới đang ăn cắp số vàng của mình. Nữ chủ tịch tức tốc chạy đi ngăn cản.
khi cô ta tới nơi, đám côn đồ đã xếp xong số vàng lên xe. Cậu tóc vàng nhanh trí cướp xe chuẩn mất, đám côn đồ bị hớt tay trên, chúng không dành để giải thích với nữ chủ tịch. Mấy người lấy xe đuổi theo Di Chơn, đám côn đồ chặn được chiếc xe, nhưng không ngờ người bước ra lại là nam chính. Nữ chủ tịch nói rằng chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng tên cầm đầu luôn miệng khẳng định số vàng bị trộm đang trên xe của Tae-run. Chúng lục soát nhưng không thể tìm ra. Nam chính nhân cơ hội vạch trần nữ chủ tịch, cô còn giữ số vàng mà lại muốn nhận tiền bảo hiểm. Nữ chủ tịch cứng họng không nói nên lời. Số vàng thật bị nhóm nam chính đánh cháo. Họ chuẩn bị một chiếc xe giống hệt chiếc xe chở vàng. Khi chúng đuổi theo cậu tóc vàng, anh đồ cua lái một chiếc xe khác ra che mắt. Lợi dụng khoảnh khắc này, nam chính lái chiếc xe đã chuẩn bị lao đi. Bọn côn đồ không biết gì cứ bám theo. Chiếc xe chở vàng được Di Chơn lái quay lại căn nhà. Quay lại thực tại, nhóm nam chính cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Bên này cảnh sát cũng đến gô cổ đám côn đồ. Anh đồ cua đã gửi video chúng trộm cắp cho cảnh sát. Mấy tên côn đồ trở thành kẻ thế mạng trong ván cờ của nam chính. Nữ chủ tịch thì tức nuối số vàng bị trộm mất, lừa đảo lại bị lừa ngược lại. May sao bà ta nhận lại được số tiền bảo hiểm, lấy chỗ này đắp vào chỗ khác, coi như là hòa vốn. Nam chính yêu cầu nữ chủ tịch ký vào biên bản xác nhận cô đã nhận được tiền. Tae-run tặng cho nữ chủ tịch chiếc bút có gắn máy định vị. Cô ta liên lạc hẹn gặp người đứng sau của mình. Nhóm nam chính dựa vào định vị bám theo. Người nữ chủ tịch gặp mặt không ai khác chính là kẻ chỉ thị. Tên cấp dưới của hắn giao cho cô một số tiền. Kẻ chỉ thị hỏi nữ chủ tịch về số vàng. Cô không dám cho hắn biết số vàng đã bị người khác lấy trộm. Nhóm nam chính ghi hình lại cuộc gặp gỡ bí mật của hai người. Họ gửi nó cho Tae-run. Anh chuẩn bị triển khai một kế hoạch mới. Bên này đồng đội nhận được thông báo từ Tae-run. Họ cùng nhau đến địa điểm chỉ định. Không ngờ kẻ chỉ thị đã hách được vào máy liên lạc của bọn họ. Kẻ chỉ thị giả danh Tae-run dụ mấy người đồng đội đến một căn nhà hoang. Hắn cho người nhốt họ lại. Kẻ chỉ thị báo cho Tae-run hắn sẽ xử lý đồng đội của anh. Nam chính bắt đầu lo lắng. Anh tức giận gọi điện thoại cho kẻ chỉ thị. Tae-run cảnh cáo hắn không được động đến đồng đội của mình. Nếu không anh sẽ tung bằng chứng phạm tội của hắn ra ngoài ánh sáng. Kẻ chỉ thị không quan tâm. Hắn khiêu khích anh rồi cúp máy. Nam chính lập tức lái xe đi tìm kiếm những người đồng đội. Một bên khác, đồng đội của nam chính đang tìm cách thoát thân. Họ tìm thấy bom trong căn nhà. Mấy người định gỡ bom, kẻ chỉ thị cảnh cáo họ không được làm bậy, nếu không hắn sẽ bấm nút kích hoạt bom nổ. Bất ngờ nam chính ập vào phòng kẻ chỉ thị, anh yêu cầu hắn hãy thả bạn mình ra. Tuy nhiên kẻ chỉ thị nói không, Tae-run muốn biết người bạn thân thiết của mình trước kia tại sao lại làm ra những chuyện này. Kẻ chỉ thị nói rằng vì bản thân đố kỵ với nam chính, bởi anh thông minh và tài giỏi. Kẻ chỉ thị muốn lợi dụng sự thông minh của Tae-run vẽ ra đường đi cho riêng mình. Nhờ vào việc nam chính đưa mấy tên tội phạm lúc trước ra ánh sáng, kẻ chỉ thị dễ dàng thao túng giá cổ phiếu cũng như mua lại công ty của chúng với giá rẻ. Mãi cho tới khi phiên tòa liên quan đến thử thuốc diễn ra, kẻ chỉ thị mới thấy nam chính đang không đi đúng quỹ đạo của hắn, nên kẻ chỉ thị cần phải loại bỏ anh. Hắn muốn nam chính đưa ra chứng cứ mà anh đã thu thập được, vì để cứu những người bạn, Tae-run buộc phải đồng ý giao cho hắn. Kẻ chỉ thị lập tức phá hủy bằng chứng, nhưng hắn còn yêu cầu nam chính giao ra tài liệu gốc. Tae-run muốn gặp những người bạn trước. Kẻ chỉ thị lái xe đưa anh đi tới nơi nam chính ghi lại mật khẩu email chứa tài liệu. Anh muốn kẻ chỉ thị đưa cho mình chìa khóa mở kho nhốt mấy người bạn. Hai người trao đổi, bất ngờ kẻ chỉ thị lập mặt, hắn muốn bấm nút kích hoạt bom. Bỗng như cảnh sát ập tới hiện trường, kẻ chỉ thị lên xe chuẩn mất. Anh đồng nghiệp của nam chính bấy giờ mới biết bộ mặt thật của tên kia. Trước đó ông cũng bị lừa nên mới nghe lời hắn theo dõi nhóm của nam chính. Anh đồng nghiệp quỳ xuống xin lỗi Tae-run, nhưng nam chính không hề trách người bạn của mình. Đến cả anh còn bị lộ bộ mặt giả tạo của tên kia lừa gạt bấy lâu nay. Nhóm nam chính trở lại căn cứ bản kế hoạch mới. Bây giờ họ đã biết ai là kẻ đứng sau mọi chuyện, chỉ cần tìm cách nắm thóp hắn là xong. Nhưng chuyện có vẻ không dễ. Hôm sau, cậu tóc vàng điều tra được manh mối mới, có một đôi nam nữ tử vong bất thường. Trùng hợp là hai người này đều đến từ bệnh viện liên quan mật thiết với vụ án. Trước khi chết, cả hai đều cùng liên lạc với một người. Họ lên đường đến nhà người đó để điều tra. Tới nơi, anh đồ cua phát hiện người đàn ông đã tử vong. Lo nhận ra việc này do sát thủ chuyên nghiệp làm, anh đồ cua tìm thấy chất độc trong móng tay nạn nhân. Ra khỏi nhà người đàn ông, anh đồ cua phát hiện có kẻ theo dõi. Roy và Nasum cùng nhau dạy dỗ bọn chúng nhanh gọn. Sau đó cả hai trở về căn cứ. Nhóm nam chính cho rằng có kẻ giết người bịt miệng. Chắc hẳn ba người kia phải biết được bí mật khủng khiếp nào đó. Họ sẽ cùng nhau điều tra. Buổi sáng, nam chính mời anh đồng nghiệp đến căn cứ. Cậu tóc vàng mượn máy tính của anh cảnh sát lấy thông tin điều tra về những nạn nhân chết bất thường. Những người này từng tham gia một buổi hội thảo về loại thuốc chữa bệnh bạch cầu, lại là hội thảo thí nghiệm của bệnh viện kia. Nơi này có phải chăng liên quan đến tất cả các tội phạm? Không biết điều mà những nạn nhân đã thấy được là gì. Nam chính nhờ đồng nghiệp lấy cắp camera hành trình trên xe của nạn nhân gần nhất. Họ phát hiện người này thường lui tới một nơi. Cả nhóm lên đường đến đó. Đây là một căn nhà trống không. Mấy người phát hiện ra một phòng nghiên cứu. Họ tìm thấy tài liệu về một loại virus biến chủng. Ở đây từng có một viện nghiên cứu. Qua hồ sơ cả nhóm biết được
Những nạn nhân bị giết từng nghiên cứu tại đây, tuy nhiên có một cô gái chưa có giấy báo tử. Nam chính suy nghĩ một hồi, sâu chuỗi những sự việc xảy ra, Teru nghi ngờ những việc làm từ trước tới nay của bệnh viện chính là đang nghiên cứu một loại virus truyền nhiễm. Loại virus này sẽ được dùng để tấn công khủng bố. Kế hoạch này quá đáng sợ rồi. Bất ngờ có mấy tên côn đồ đi tới, anh đầu cua và chị xinh đẹp ở lại giữ chân để ba người còn lại chạy trước. Đám côn đồ lao vào tấn công, Roy và Nasung cũng nhanh chóng xử lý gọn gàng bọn chúng. Hai người chạy ra ngoài, bà cô lái xe tới đưa cả nhóm trốn thoát. Lúc này nhóm nam chính bắt đầu điều tra thông tin về cô gái còn sống. Họ nhanh chóng tìm được vị trí của cô. Một bên khác có bạn nữ sinh đang bị hai tên côn đồ truy đuổi. Đây là một nữ thực tập sinh góp mặt trong dự án nghiên cứu virus. Cô là người duy nhất còn sống. Hai tên côn đồ muốn giết nữ thực tập sinh để bịt miệng. May mắn anh đổ cua xuất hiện kịp thời để cứu cô gái. Roy ở lại xử lý đám côn đồ. Nam chính nhân cơ hội dẫn cô gái đi. Giải quyết xong hai tên rắc rưởi, anh đổ cua cũng nhanh chân theo sát. Họ đưa nữ thực tập sinh về căn cứ. Hôm sau tên viện trưởng viện vi sinh mở cuộc họp báo tuyên bố nơi bọn họ tiến hành nghiên cứu virus đã bị năm kẻ lạ mặt đột nhập. Viện trưởng cho rằng những người này là phần tử khủng bố muốn lấy cắp virus để chuẩn bị cho một cuộc tấn công sinh học. Hắn ta còn cho biết thêm nữ thực tập sinh đã ăn cắp một lọ virus sinh học. Cô gái có thể là đồng phạm của năm người kia, mà năm người không ai khác lại là nhóm nam chính. Họ đã bị kẻ nào đó gài bẫy trở thành những phần tử khủng bố. Tên viện trưởng nói rằng bệnh viện của hắn đã nghiên cứu ra kháng sinh sẽ ngăn chặn được virus phát tán. Không ngờ tên viện trưởng lên một kế hoạch hoàn hảo để quảng bá bệnh viện của hắn và bán thuốc. Giá cổ phiếu của bệnh viện nhanh chóng tăng cao. Đây là kế hoạch của kẻ chỉ thị. Hắn thông đồng với một tên người Hà Lan lên kế hoạch thao túng tên viện trưởng để viện trưởng giúp hắn thực hiện tội ác. Hôm sau nhóm nam chính phát hiện mấy kẻ cặn bã muốn phát tán virus tại một buổi triển lãm sách do tay ứng cử viên tổng thống tổ chức. Ứng cử viên muốn lợi dụng chuyện này để bán thuốc, quảng cáo bộ mặt của mình với người dân Hàn Quốc để họ ủng hộ hắn ta trong cuộc bầu cử sắp tới. Thêm một kẻ xấu xa sẽ được lợi từ kế hoạch tàn độc này. Nhóm nam chính sẽ đến triển lãm sách để ngăn chặn tội ác của mấy kẻ tham vọng. Cô thực tập sinh muốn tham gia với họ, dù sao thì cô cũng là người tiếp tay cho bọn khốn nghiên cứu ra virus sinh học. Mặc dù chuyện này có hơi nguy hiểm, nhưng nam chính cũng không từ chối cô gái. Cả nhóm sẽ bảo đảm an toàn cho nữ thực tập sinh. Buổi tối triển lãm sách bắt đầu diễn ra, cậu tóc vàng gửi một bó hoa đến triển lãm. Bên trong có gắn một thiết bị theo dõi, thông qua đó có thể quan sát điều khiển hành động của nữ thực tập sinh. Cô thành công đi vào mà không bị phát hiện. Chị xinh đẹp trốn bên dưới đi ra, hai người chia nhau kiểm tra xung quanh triển lãm. Một bên khác, anh đầu cua cải trang thành bảo vệ vào trong. Anh nhìn thấy hai tên bảo vệ có dấu hiệu bất thường, đầu cua theo dõi hai tên đó. Rồi phát hiện chúng đang giấu gì trong xe, thấy có người bám đuôi, hai tên bảo vệ tấn công anh đầu cua, nhưng chỉ bằng vài đường cơ bản, Rồi hạ gục cả hai trong tức khắc. Tuy nhiên hai tên bảo vệ không phải người được gài vào. Phía bà cô cũng thành công cải trang thành khách mời đi vào triển lãm, suýt chút nữa So-kung bị kẻ chỉ thị bắt gặp. May mắn có một cặp vợ chồng vô tình giải vây giúp cô, So-kung nhanh chóng chuồn khỏi đại sảnh của buổi triển lãm. Lúc này Na-sung thành công đột nhập vào một căn phòng, cô lục soát xung quanh nhưng lại chẳng tìm được nơi mấy tên xấu xa giấu virus sinh học. Bất ngờ chị xinh đẹp phát hiện ở nơi này còn có cơ quan, cô nhanh chóng giải mã kết sắt thì ra virus sinh học được chúng giấu ở đây. Na-sung cầm chỗ virus sinh học ra ngoài, cô bị hệ thống an ninh phát hiện, mấy tên bảo vệ lập tức đi tới chặn đường. Chị xinh đẹp một mình chống lại bọn chúng, cô xin trợ giúp từ đồng đội. Anh đồ cua lên đường ứng cứu, Roi giữ chân đám bảo vệ để chị xinh đẹp mang thuốc đi trước. Anh đồ cua xử lý gọn gàng từng tên một, bảo vệ râu ria gọi xin viện trợ. Roi tung cước hạ lốc ao hắn ta, kẻ chỉ thị nghe thấy báo động lập tức chạy đi kiểm tra. Tuy nhiên khi nhìn thấy đám người làm loạn qua camera, hắn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Một bên khác, nữ thực tập sinh vô tình va vào một nhân viên phục vụ, cô nhân viên đánh rơi một túi đồ khả nghi. Nữ thực tập sinh nghĩ rằng đó chính là virus sinh học, nhân viên phục vụ đem túi đồ vào phòng vệ sinh. Nữ thực tập sinh nhanh chóng báo cho đồng đội, bà cô lập tức chạy đi tìm. Tới nơi, So-kung cùng nữ thực tập sinh vào nhà vệ sinh tìm kiếm, bất ngờ có kẻ nào đó nhốt họ lại. Máy phun xương trong nhà vệ sinh được khởi động, bọn chúng dùng nó để phát tán virus. Bà cô hít phải liền xảy ra sự cố. Nam chính một bên xem được bắt đầu sốt ruột, anh nhờ cậu tóc vàng kết nối tần số với tai nghe của tên ứng cử viên. Tae-run đe dọa sẽ đem chuyện xấu xa hắn làm ra phơi bày, kết thúc cuộc đời chính trị của ứng cử viên. Lão già bắt đầu lo lắng, nam chính muốn gặp trực tiếp tên ứng cử viên, anh sẽ cho ngắt điện tòa nhà. Nhân cơ hội đó, ứng cử viên đến tìm Tae-run. Ứng cử viên nói rằng lần này anh đã hoàn toàn xa bẫy, đây chính là kế hoạch hoàn hảo của kẻ chỉ thị. Thì ra nữ thực tập sinh kia là người của bọn chúng gài vào. Sau khi anh đổ cua và chị xinh đẹp chạy đến chỗ bà cô, nhân lúc mấy người không để ý, nữ thực tập sinh đã nhốt cả nhóm lại. Máy phun xương chứa virus sinh học trong nhà vệ sinh cũng do cô ta chuẩn bị. Kỹ thuật diễn xuất của cô ta đã đánh lừa tất cả mọi người. Kẻ chỉ thị báo cảnh sát đến bắt nhóm nam chính, hắn vu khống cho họ tội danh khủng bố sinh học. Nhân chứng
chứng và vật chứng đều có đủ, nhóm Nam Chính không thể thoát tội. Kế hoạch của kẻ chỉ thị và ứng cử viên quá hoàn hảo, nhưng không ngờ Nam Chính lại nói rằng người bị tính kế chính là các ông. Thật ra Tae-dun phát hiện ra nữ thực tập sinh là nội gián từ lâu, anh chỉ đang tương kế tựu kế để vạch trần âm mưu của bọn chúng. Trong chiếc vali mà nhóm đang giữ, hoàn toàn không có gì. Chiếc vali chứa thuốc thật vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ, chị xinh đẹp không hề mang nó đi. Cảnh sát cho rằng mình đang bị kẻ chỉ thị lừa gạt. Mấy tội danh mà hắn đổ lên đầu Nam Chính hoàn toàn là vô căn cứ. Kẻ chỉ thị ngạc nhiên, hắn mưu hại người, lại bị người ta lừa ngược lại. Đúng là đấu trí thì kẻ chỉ thị vẫn thua Nam Chính một bậc. Nam Chính còn ghi lại cuộc nói chuyện với anh với tay ứng cử viên. Tae-dun phát trực tiếp cuộc hội thoại cho người có mặt tại sự kiện chứng kiến. Cảnh sát nghe được mấy lời thừa nhận, lập tức đến bắt tay ứng cử viên. Bộ mặt thật của ông ta bị phơi bày trước bản dân thiên hạ. Ứng cử viên được đeo còng số 8, kẻ chỉ thị cũng đi chung với ông ta. Kể cả ông cấp trên của Nam Chính cũng không thoát khỏi liên quan. Nữ thực tập sinh bị nhóm Nam Chính tóm được giao lại cho cảnh sát. Tae-dun nhìn kẻ chỉ thị nở nụ cười chiến thắng. Hắn ta cũng nhìn Nam Chính cười đầy ẩn ý. Tae-dun nhận ra tay cảnh sát lái xe đưa kẻ chỉ thị đi chính là cái tên theo dõi bọn họ lúc trước. Không ngờ kẻ chỉ thị vẫn để dành một lối thoát cho mình. Nam Chính gọi điện báo tin cho anh đồng nghiệp, nhờ anh xác minh lại chuyện này. Sau đó cả nhóm băng trộm siêu đẳng trở về căn cứ. Anh đồng nghiệp chạy đến báo tin có người đã ngụy trang cảnh sát đưa kẻ chỉ thị trốn mất. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Nam Chính. Kẻ chỉ thị còn có đồng phạm. Lúc này kẻ chỉ thị đến gặp một người đàn ông ngoại quốc, chính anh ta cho người mang kẻ chỉ thị đi. Kế hoạch lần này đã thất bại. Tên ngoại quốc muốn kẻ chỉ thị phải giải quyết hậu quả. Kẻ chỉ thị nói rằng hắn đang chuẩn bị cho một bất ngờ lớn cho tên ngoại quốc. Buổi sáng cậu tóc vàng cùng chị xinh đẹp đến phòng họp của kẻ chỉ thị để lục soát. Họ muốn tìm tài liệu về loại virus sinh học bọn chúng đang nghiên cứu. Nhờ vào thiết bị nhìn xuyên tường của cậu tóc vàng, chị xinh đẹp phát hiện ra một mật thất. Cô gái cũng tìm được ổ khóa của mật thất. Na Sung nhanh chóng phá khóa. Bên trong quả thật cất giữ tài liệu về virus sinh học. Cả hai muốn mang tài liệu đi, nhưng Nam Chính lại bảo họ cất lại chỗ cũ. Cái anh cần là dụ kẻ chỉ thị ra để bắt giữ hắn, chứ không phải đống tài liệu vô ích này. Tae-dun chắc chắn kẻ chỉ thị sẽ đến đây lấy tài liệu, mang đi giao dịch với người đã cứu thoát hắn. Buổi tối nhóm Nam Chính phát hiện có kẻ mang tài liệu ra ngoài, có lẽ hắn muốn giao cho kẻ chỉ thị. Mấy người lập tức đuổi theo. Bọn xấu xa phát hiện có kẻ bám đuôi, chúng lập tức cho xe tăng tốc. Anh đầu cua cũng bám giết không tha, roi chặn đầu bọn xấu xa. Anh dạy dỗ cho mỗi tên một bài học. Roi kéo tên cầm đầu bọn xấu lên xe. Nam Chính đóng giả hắn ta đến điểm hẹn. Người xuất hiện không phải kẻ chỉ thị mà là tên ngoại quốc. Hắn biết trong tay Tae-dun cầm tài liệu giả, cũng biết anh không phải người được cử đến giao dịch. Tên ngoại quốc chĩa súng đe dọa Nam Chính. Hắn muốn chiếc vali chứa tài liệu điều chế virus sinh học thật. Đồng đội lo lắng cho Nam Chính, họ lập tức cùng nhau lên đường giải cứu. Tới nơi họ thấy tên ngoại quốc đang đe dọa Nam Chính. Anh đồ cua lập tức đưa tài liệu cho tên ngoại quốc. Sau khi xác nhận đây là tài liệu thật, tên ngoại quốc mới quay người bỏ đi. Hắn ta báo tin này cho kẻ chỉ thị. Tên ngoại quốc lấy được hàng, hắn sẽ giúp kẻ chỉ thị trốn ra nước ngoài. Sáng sớm hôm sau, kẻ chỉ thị ra bến cảng. Hắn chuẩn bị chạy trốn qua biên giới. Kẻ chỉ thị bắt đầu đắc ý. Hắn nghĩ rằng mình đã thoát được. Không ngờ Tae-dun chờ sẵn hắn ở đây. Anh đã gắn máy nghe lén trong vali chứa tài liệu mà anh đưa cho tên ngoại quốc. Kẻ chỉ thị vô cùng bất ngờ. Cả nhóm Nam Chính lao vào dạy cho tên xấu xa một bài học. Cảnh sát tới và đưa hắn trở về. Cuối cùng kẻ xấu xa này cũng vào vòng lao lý. Một bên khác, tên ngoại quốc đang ra sân bay về nước. Hắn báo cáo đã lấy được tài liệu điều chế virus sinh học. Tuy nhiên tên ngoại quốc bị bà cô gài bẫy. Hắn ta bị đánh lạc hướng. Chị xinh đẹp nhân cơ hội đánh cháo vali. Hai người mang chiếc vali chứa tài liệu về căn cứ. Có lẽ sau khi về nhà, tên ngoại quốc sẽ thất vọng lắm đây. Đi một chuyến mà tay không trở về. Cuối cùng thì nhóm Nam Chính cũng giải quyết xong mọi việc. Thực thi công lý không phải hành động dễ, nhưng nó là việc nên làm. Họ vẫn muốn tiếp tục bắt những kẻ phạm luật. Lúc này kẻ chỉ thị đang bị áp giải. Hắn bị một tên tù nhân khác xích cổ. Kẻ chỉ thị cầu cứu giám ngục, nhưng giám ngục không thèm quan tâm. Một bên khác, căn cứ bí mật của nhóm Nam Chính báo động có kẻ đột nhập. Khi họ về tới nơi, toàn bộ căn cứ bị ai đó đập phá. Nhóm Nam Chính nhận được một mật thư, kẻ bí ẩn đánh cắp tài liệu cùng số tiền cả nhóm cất giữ. Nếu muốn lấy lại toàn bộ, bọn họ phải đến Thái Lan tìm về cho kẻ bí ẩn một cuốn sổ đen. Nhóm Nam Chính lại cùng nhau lên đường đến một vùng đất mới. Điều gì đang chờ họ? Cùng đón xem phần kế tiếp nhé! Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo nha!